Nếu sự việc diễn ra không như mong muốn, hãy tin rằng trời cao có an bài tốt nhất. Mọi việc trên đời không phải lúc nào cũng diễn ra như những gì bản thân mong muốn. Cho dù bạn được sinh ra trong gia đình đế vương được dạng người yêu mến thì cũng không hẳn mọi việc đến với bạn đều như những gì bạn mong cầu. Vậy, cụ thể việc không diễn ra theo ý nguyện của bản thân mỗi chúng ta là những việc gì? Đầu tiên là yêu hận biệt ly đối với người xung quanh. Mỗi người đều có cảm xúc và suy nghĩ của riêng mình và chúng ta không thể kiểm soát người khác. Thứ hai là sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tự nhiên. Thời gian khiến con người già đi, dù thân làm đế vương cũng không nằm ngoài quy luật này. Không chỉ có vậy, khi sống trên đời, những sự việc đến và đi, tình huống diễn ra như thế nào, đều không phải là điều mà chúng ta có thể đoán trước. Bởi vậy mới nói, mọi thứ trên đời đều có số, không sai chệch chút nào. Như vậy, câu hỏi đặt ra là, khi mọi việc không diễn ra như ý muốn, liệu có phải con người chỉ biết than thân trách phận? Ấn Độ cổ đại có một câu nói rất đáng suy ngẫm như thế này. 1. Dù bạn gặp được ai trong đời thì đó cũng là người phù hợp nhất. 2. Dù cho phát sinh chuyện gì đi nữa, đó cũng là chuyện duy nhất cần phát sinh. 3. Dù bắt đầu vào thời điểm nào thì đó cũng là thời điểm thích hợp nhất. 4. Kết thúc chính là lúc đã có kết quả rồi. 4 câu này đều có linh tính, con người cũng có linh tính, cho nên mới có thể cộng hưởng. Ở phương diện này có nói đến một đạo lý đơn giản, khi đối diện với lực lượng không thể chống lại, con người có xu hướng muốn thu lại lý tính, dứt bỏ chính mình. Chúng ta cùng xem hai mẫu chuyện ngắn dưới đây nhé. Câu trả lời sẽ có, nhưng không phải ngay lập tức. Khi bạn cảm thấy chán nản, xin hãy tin rằng đời người luôn cho bạn câu trả lời thỏa đáng, nhưng đáp án lại thường không đến ngay lập tức. Một người đang đi bộ bên sông, cậu nhìn thấy một bà lão ngồi bên bờ sông với dáng vẻ âu sầu lo lắng. Mặc dù bản thân anh cũng đã sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn dùng hết sức lực cuối cùng đưa bà lão qua sông. Kết quả là, sau khi qua sông, bà lão chưa nói lời nào đã vội vã rời đi. Người đàn ông lúc này cảm thấy tiếc nuối, anh nghĩ, thật không đáng để tổn hao hết tâm tư đưa bà lão qua sông như vậy. Bởi vì ngay cả hai chữ cảm ơn, anh cũng không nhận được. Nào ngờ, chỉ vài giờ sau, ngay khi cảm thấy toàn thân mệt mỏi, bước đi cũng khó khăn thì có một thanh niên đuổi theo sau anh gọi giới. Chàng trai nói, cảm ơn chú đã giúp bà nội cháu, bà cháu dặn là mang thứ này tới. Nói xong, chàng trai lấy lương khô và quần áo ra đưa cho anh. Trước khi biết được đáp án cuối cùng thì hãy học cách nhẫn nại. Tất cả mọi việc trên đời đều có đáp án. Điều quan trọng là trước khi kết quả cuối cùng được đưa ra, bạn có thể nhẫn nại và giữ được tâm lý ổn định lúc ban đầu hay không? Chớ vội đòi hỏi mọi đáp án cho cuộc đời này. Đôi khi trời cao lại muốn thử thách tính kiên trì của bạn một chút. Cho dù là bạn hét một tiếng vào sơn cốc thì cũng phải mất một lúc sau bạn mới nghe được tiếng giọng phản hồi trở lại. Hồi báo không nhất định xuất hiện khi bạn cho đi. Chỉ cần bạn chờ đợi một chút, cuộc sống tốt đẹp sẽ đến trong chính lúc bạn không để ý tới. Núi có ngọn, biển có bờ bên kia, đường dài đằng đẵng cuối cùng cũng quay về. Cuộc sống có sự trao đổi chất, thế giới có thăng trầm, chỉ cần thời gian dẫn trôi, con người và sự việc đều sẽ có đáp án, cho nên cần học được cách chờ đợi. Mọi thứ đều là sự sắp xếp tốt nhất. Rabindranath Tagore từng nói,
Những đau khổ mà bạn phải chịu đựng hôm nay, những mất mát mà bạn từng nếm trải, những trách nhiệm mà bạn đã gánh vác, những đau đớn bạn từng trải qua, đến cuối cùng sẽ biến thành ánh sáng soi rọi con đường bạn bước đi. Có một vị quốc vương thích đi săn, hễ rảnh thời gian là lại cùng quan tể tướng mặc thường phục đi tuần khắp nơi. Tể tướng nói một câu: hết thảy mọi thứ đều là an bài tốt nhất. Vị quốc vương đã từ chối cho ý kiến về quan điểm này. Một hôm, trong lúc đi săn, quốc vương đã bắn trúng con báo hoa. Ông vô cùng đắc ý liền xuống ngựa đến gần rồi cúi người xem. Thật bất ngờ, con báo hoa tượng đã tắt thở lại lao tới cắn đứt ngón tay út của quốc vương. Quốc vương tỏ ra không vui. Sau khi băng bó xong vết thương, ông liền gọi tể tướng tới uống rượu. Tể tướng lại cười nói: đại vương, chuyện tốt chuyện tốt, hết thảy đều là an bài tốt nhất. Quốc vương nghe xong liền tức giận, gọi người tới nói: bây giờ quả nhân đem ngươi nhốt vào ngục giam, đó cũng là an bài tốt nhất. Tể tướng mỉm cười nói: nếu là như vậy thì thần cũng rất tin tưởng đây là an bài tốt nhất. Quốc vương tức giận liền sai người nhốt tể tướng vào ngục giam. Một tháng sau, quốc vương hồi phục vết thương và đi vi tuần một mình. Ông đến một khu rừng núi xa xôi, đột nhiên có nhóm người bản địa từ trên núi lao xuống, trói ông lại và đưa về bộ tộc. Các bộ lạc nguyên thủy sinh sống trên núi, cứ đến ngày trăng tròn họ lại xuống núi tìm vật hiến tế cho nữ thần trăng tròn. Thế là những thổ dân này chuẩn bị thiêu sống nhà vua để hiến tế. Đúng lúc nhà vua đang tuyệt vọng, vì tế tư bỗng nhiên sợ hãi nhìn thấy ngón út của quốc vương bị mất nửa đoạn. Đây không phải là vật hiến tế hoàn mỹ. Ông nghĩ rằng nữ thần sẽ tức giận nếu nhận được vật hiến tế như thế này, vì thế đã đem thả quốc vương đi. Sau khi trải qua nguy hiểm, quốc vương trầm tư suy nghĩ, trở về cung ông liền sai người thả tể tướng ra và bày tiệc rượu an ủi ông ấy. Quốc vương nói với tể tướng: lời ngươi nói không sai chút nào, quả nhiên hết thảy đều là an bài tốt nhất. Nếu như không phải bị con báo hoa cắn đứt ngón tay thì ngày hôm nay sinh mệnh ta cũng chẳng còn. Quốc vương bỗng nghĩ đến điều gì đó và hỏi tể tướng: thế việc ông bị bắt vào đại lao cả tháng nay rồi, vậy nói như thế nào về sự việc này? Tể tướng chậm rãi nhấp một ngụm rượu rồi nói: nếu thần không ở trong ngục thì nhất định phải hộ tống ngài trong chuyến hành trình vừa rồi. Khi họ phát hiện thấy ngài không thích hợp thì đương nhiên sẽ đem thần ra thay thế rồi. Quốc vương không nhịn được đã bật cười nói: đúng vậy, hết thảy đều là an bài tốt nhất. Câu chuyện này tương tự như cố sự tái ông mất ngựa. Nó chỉ cho chúng ta thấy một cảnh tượng khác trong cuộc sống. Con người có thể gặp phải thống khổ, ngay lập tức sẽ khó tiếp nhận, nhưng khi thống khổ qua đi sẽ minh bạch được mọi chuyện, mới cảm thán hết thảy đều là an bài tốt nhất. Có thể bây giờ bạn đang phải đối diện với khó khăn, xin hãy nghĩ thế này: nếu vật mất đi thì chính là để nhường chỗ cho vật báo mới đến. Trước khi muốn nhảy lên cao cần khởi động cho nóng người, biến mọi thứ vụn vặt tạo nên sự hoàn hảo khó có được. Nếu như mọi việc không được như mong muốn, xin hãy tin tưởng hết thảy là an bài tốt nhất. Một người bạn thân của tôi từng trải qua chuyện như vậy. Anh từng trải qua hoàn cảnh tuyệt vọng thống khổ. Tuổi xế chiều anh chỉ có dòng suối ào ào chảy bên cạnh làm bạn. Không lâu sau anh nghe thấy một thanh âm vọng lại nói: con trai, đừng khóc, những gì an bài cho con đều là thứ tốt nhất. Nhiều năm sau, trải nghiệm cuộc sống nặng nề đã mang đến cho anh một đáp án tuyệt diệu.
Anh nghĩ đến thanh âm nghe được năm nào mà không cầm được dòng nước mắt nghẹn ngào lăn dài trên má dưới ánh nắng chiều êm dịu. Xưa nay, rất nhiều người cho rằng khi đạt được thứ gì thì đó là phúc, và khi mất đi thì là họa. Nhưng có rất nhiều sự tình trong cuộc đời, được chưa hẳn đã là phúc, mất chưa hẳn đã là họa. Trong cuộc sống thường ngày có rất nhiều người lấy góc độ được mất của bản thân để đo lường sự việc là tốt hay xấu, là phúc hay họa. Lại có những người mỗi ngày đều vì được mất một chút lợi nhỏ mà vui hay buồn. Nhưng bởi vì mọi người đều chỉ là nhìn thấy biểu hiện bên ngoài của sự tình mà không nhìn thấy hết được quan hệ họa phúc chuyển đổi đằng sau đó. Kỳ thực, có rất nhiều sự tình xảy ra, người ta không thể lập tức phán đoán được đó là họa hay là phúc. Giả chăng người ta không có sự suy sụp sẽ không có được trí tuệ, không có sự trả giá thì sẽ không có được thu hoạch. Trong chương 58 cuốn Lão Tử có viết, họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của mối họa. Họa và phúc là nương tựa vào nhau mà tồn tại và có thể chuyển hóa được cho nhau. Họa hề phúc chi sở ỷ, phúc hề họa chi sở phục. Họa là điều kiện tiên quyết để tạo thành phúc, còn phúc lại hàm chứa cả nhân tố của họa. Hay nói cách khác, việc tốt và việc xấu là có thể chuyển hóa được cho nhau. Ở vào điều kiện nhất định, phúc sẽ biến thành họa và họa cũng có thể trở thành phúc. Loại biến hóa này sâu không lường trước được, ai cũng khó có thể đoán biết. Một ví dụ minh họa rõ nét nhất về việc phúc họa chuyển hóa cho nhau chính là câu chuyện tái ông Thất Mã, yên tri phi phúc. Câu chuyện được ghi trong sách Hoài Nam Tử Nhân Gian Quấn. Bởi vậy có thể thấy, đời người có rất nhiều chuyện mà ở trong sâu thẳm dường như đều đã tự có an bài. Một việc là phúc hay là họa thường không giống như biểu hiện bề ngoài và cũng không thể dễ dàng phán định được. Trong thơ cổ viết, sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Ý tứ là giữa cảnh núi non trùng điệp, sông ngòi chằng chịt, tưởng như không còn đường đi nữa, thì bỗng nhiên ở ngay trước mắt, phát hiện thấy trong bóng râm rặng liễu xanh mát và khóm hoa tươi đẹp rực rỡ sắc màu, còn có một thôn làng. Cho nên, trong cuộc sống, khi làm một sự tình nào đó thành công không cần phải dạt dào đắc ý, khi gặp phải khó khăn, suy sụp cũng không cần phải chán nản thất vọng. Chúng ta đều biết rằng, trên thế giới này không có gì gọi là tuyệt đối, phúc và họa đều có tác động tương hỗ lẫn nhau. Nó không phải là hai mặt của một đồng tiền, nhị nguyên, mà là hai nửa của một hòn bi, hình khối, lăn tròn. Vì phúc tận là họa, họa tận là phúc. Một số người vì mong muốn có được cuộc sống thuận buồm xuôi gió, nên mỗi ngày đều cầu thần bái Phật, hy vọng được ban phước và gặp may mắn. Trên thực tế, phúc và họa đều từ bản thân chúng ta mà ra. Người nào muốn có vận mệnh tốt, càng nên tìm hiểu rõ ba câu nói này để cuộc sống ngày càng may mắn thuận lợi hơn. Phúc từ mình phát, họa từ mình sinh. Nguồn gốc của mọi phúc và họa trong đời đều từ chính bản thân ta từng làm. Ngày nay trong xã hội có rất nhiều người khi mắc lỗi không biết tự nhìn lại bản thân, xem lại chính mình mà luôn nghĩ cách đổ lỗi cho người khác. Khi một người không ý thức được lỗi lầm của chính mình, sẽ không bao giờ có thể thành công. Họ sẽ gặp phải càng nhiều tai họa, phúc khí tự nhiên cũng dần rời xa, chỉ còn lại một mớ chuyện rắc rối làm bạn đau khổ mệt mỏi mỗi ngày. Vì vậy, khi gặp phải chuyện không được như ý, khi ai đó làm bạn bực mình hãy xem lại những thiếu sót của bản thân và tự mình sửa lỗi. Đừng nên tìm cách đổ lỗi cho người khác, cần giữ thái độ lạc quan vui vẻ đối diện với cuộc sống. Tục ngữ có câu, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo.
Nếu muốn vận may luôn mỉm cười với mình, hãy học cách hành thiện tích công đức. Hãy ghi nhớ rằng phúc họa trong đời đều từ bản thân ta mà ra. Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Trong cuộc sống thường ngày, ta có thể dễ dàng cảm nhận được rằng vận may không phải lúc nào cũng gõ cửa, nhưng thảm họa thì luôn xuất hiện. Cuộc đời của mỗi người cũng giống như một bàn cờ, chỉ đi sai một nước thì sẽ kéo theo mọi bước sai phía sau. Một số người khi đại nạn tới gõ cửa thì hoảng loạn lo lắng tới không thể bình tĩnh suy nghĩ biện pháp giải quyết, từ đó dẫn đến một loạt rắc rối. Vì vậy, giữ tâm thái bình tĩnh, thản nhiên đối diện với mọi chuyện xảy ra quanh mình là điều rất quan trọng. Bất kể điều gì xảy đến, hãy học cách đối đãi với nó một cách thận trọng. Phúc khí không thể tách rời với những nỗ lực cá nhân. Lại có những người luôn tự hào về một số thành tích của bản thân, mong muốn được càng nhiều hơn trong khi thực lực không theo kịp sự mong đợi, từ đó mà thất bại. Là phúc thì không phải là họa, còn là họa thì tránh không được. Cho dù là phúc khí hay tai họa đến với mình, đều nên học cách để mọi thứ tùy kỳ tự nhiên, bình thản đón nhận. Họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của họa. Họa và phúc là nương tựa vào nhau mà tồn tại và có thể chuyển hóa được cho nhau. Theo quy luật tự nhiên thì phúc họa có tính ngẫu nhiên và quân bình, nửa này nửa kia vận động, quay như quả đất quay. Ta chỉ biết sáng tối nhưng không biết đầu ngược xuôi vì ta đã dính chặt vào sức hút của quả đất. Trong phúc có tiềm ẩn họa, trong họa lại có cái nhân của sự tốt lành. Đây chính là quy luật nhân quả trong đạo Phật đề cập. Dân gian ta có câu, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời là vậy. Đây là quan điểm, quy luật tối cao của sự bình đẳng của thị phi, thiện ác, tốt xấu, sống chết. Mà con người phải luôn nhớ, không thể giành lấy phần hơn về mình. Bởi vì khi ta thấy rằng nó tốt thì nó đã xấu rồi, thiên hạ giai tri mỹ, di mỹ tư ố hỷ. Đây là cách nhìn biện chứng. Trang Tử đã dành hẳn một chương tề vật luận để diễn giải cái nguyên lý không thay đổi này của vạn vật, nguyên tắc tùy thuộc, lợi dụng tự nhiên, phát triển bền vững để cân bằng phúc họa. Phúc và họa tác động qua lại tương hỗ lẫn nhau. Vì phúc đến mà làm ta dương dương tự đắc, thậm chí trở nên tự mãn, từ đó phúc dễ chuyển thành họa. Xưa có câu, kẻ tài trí giả như ngu dốt, kẻ dũng mãnh giả như khiếp sợ, đại trí nhược ngu, đại dũng nhược khiếp. Lão Tử cũng giảng, tiếng lớn ầm ầm như không có tiếng, hình lớn hiện ra như không có hình, đại âm vô thanh, đại tượng vô hình. Đều là có ý nói rằng người có tài trí cao nhưng luôn khiêm tốn, không để lộ tài năng, vẻ ngoài biểu hiện ra giống như một người ngu dốt, nhưng thực ra lại là người có trí tuệ phi phàm. Đó là thể hiện ra công phu và bản lĩnh của bậc quân tử tài trí. Có nhiều người vì để cố gắng mưu cầu đắc phúc khí may mắn mà việc gì cũng muốn thử nếm trải. Tuy nhiên, cưỡng cầu quá mức chỉ tự chuốc họa cho bản thân. Hãy học cách để mọi thứ tùy kỳ tự nhiên. Đời người tựa như nước chảy mây trôi, những thứ đã qua đi giống như nước đổ khó hốt, cái chúng ta có chỉ là hiện tại. Thế nên, đừng ôm giữ quá khứ, đừng theo đuổi tương lai, hết thảy hãy cứ để tự nhiên, sống vì giây phút hiện tại. So đo tính toán quá nhiều sẽ tạo thành một loại ràng buộc, mê lạc quá lâu sẽ trở thành một kiểu gánh nặng. Đường đời mưa gió gập ghềnh, không trải qua gió mưa, sao có thể nhìn thấy cầu vồng? Thành công cũng tốt, thất bại rồi cũng trôi qua, tất cả sự tình đều tự nhiên đến. Đời người trăm phương nghìn dạng, thuận kỳ tự nhiên là tâm cảnh thích đáng nhất.
làm người, không hiểu thì đừng nói loạn, hiểu rồi thì đừng nói nhiều, có lời thì từ từ nói. Không hiểu thì đừng nói loạn. Có câu, trăm cái hoạn, ngàn cái nạn cũng từ miệng mà ra. Thế nên đối với những sự việc mà ta không hiểu thì đừng có nói loạn bậy lung tung. Đây chính là điều mà mỗi người đều nên ghi nhớ. Cổ nhân thường nói, quân tử cận ngôn thận hành. Người quân tử nhất cử nhất động, làm gì cũng chú ý lời nói và hành động của mình. Đối với bất kỳ việc gì, nếu như chưa thể hiểu được đầy đủ thì tuyệt đối không thể phát biểu lung tung. Nếu không, một khi nói sai thì trách nhiệm lại thuộc về bản thân người nói. Khi đối diện với sự việc mà có thể tĩnh lặng mà suy xét vấn đề sẽ khiến cho người khác thêm phần kính trọng và ấn tượng trong lòng. Hiểu rồi thì đừng nói nhiều. Thuyền to thì sóng cả, cây cao thì đón gió lớn. Tuy có thể hiểu nhiều biết rộng nhưng cũng vì đó mà không ngừng đón nhận những phiền phức. Làm người thì có những chuyện không nhất định nên nói ra tất cả, để lại một chút trong lòng vẫn là điều tốt nhất. Trong Chu Dịch Lý Giảng viết, các nhân chi từ quả, tháo nhân chi từ đa, tạm dịch là, người tốt thì lời ít mà người nóng vội thì lời nhiều. Đôi khi biết nói chuyện chỉ là thể hiện năng lực, nhưng im lặng lại là thể hiện cảnh giới. Người trí huệ càng cao thì lại càng thâm trầm ít nói, chỉ nói khi cần thiết. Có lời thì từ từ nói. Khi tâm phiền trí loạn mà nói chuyện thì lời lẽ cũng chẳng thể minh bạch rõ ràng. Vậy nên, khi phát sinh những điều không thuận lòng hợp ý thì con người chúng ta thường nói những lời nói sai lầm, không đúng với bản chất con người thực sự của mình khi tâm bình ý lặng. Khi gặp chuyện không vui, trong lòng có tâm sự thì lời nói phải chậm rãi nhẹ nhàng, đó mới là người minh trí, mới không phạm phải sai lầm đáng tiếc. Cổ nhân nói, nên tĩnh trí diễn, tĩnh lặng mới có thể nhìn xa trông rộng. Khi gặp vấn đề thì việc đầu tiên cần làm chính là phải tĩnh tâm lại để xét suy vấn đề, đường đời mới có thể tiến xa, tiến rộng về phía trước. Giữ thiện niệm, việc làm tốt tự có trời biết. Có người nói rằng, làm người có một thứ cao thượng gọi là làm việc thiện không cần người khác thấy. Làm việc thiện cũng mang theo một kiểu vui mừng gọi là thiện tâm tự có trời biết. Làm một con người, ngoài chân thành đối đãi, ứng xử khiêm tốn, kiên định làm việc thì không cầu danh lợi. Đây là nguyên tắc sống và làm người mà chúng ta nên tuân theo. Thiện tâm là mỹ đức cơ bản nhất của con người. Khi lòng nhân ái biến thành hành động tốt và được chia sẻ rộng khắp thì nó sẽ đem đến ảnh hưởng tích cực đối với xã hội ngày nay. Một người thiện lương sẽ tự nhiên biết giúp đỡ người khác. Nếu ngày hôm nay chúng ta biết gieo hạt mầm thiện lương vào trong tâm thì ngày mai mầm non ấy sẽ nở ra bông hoa lương thiện. Nếu trong tâm chúng ta chứa toàn mầm thiện lương thì ngày mai sẽ thấy được vườn hoa nhân ái ngát hương tràn ngập khu vườn. Cho dù chúng ta gặp phải bất cứ sự việc gì, dù ở hoàn cảnh nào, chỉ cần giữ vững thiện lương, vận may sẽ không hẹn mà gặp. Làm việc thiện nhưng tạm thời bị hiểu nhầm, thậm chí là không được người khác hiểu, chúng ta cũng không nên vội vàng gấp gáp, cũng không cần lo lắng hay oán giận. Bởi vì người đang làm, trời đang nhìn, chúng ta chỉ quản làm việc tốt thôi. Đây là điều mà chúng ta không được quên dù ở vào hoàn cảnh như thế nào. Nếu chúng ta muốn sống một đời bình an thì đừng bao giờ gây thù chuốc oán với người khác. Muốn được bình yên thì không nên theo đuổi những điều xấu. Cho nên nên mới nói, chớ vì việc thiện nhỏ mà không làm, chớ vì việc ác nhỏ mà làm. Người ta nói rằng làm người không dễ, kỳ thực làm người cũng không khó.
Chỉ cần chúng ta không nói lời giả tạo, biết xin lỗi khi làm tổn thương người khác, không làm việc trái lương tâm, không kiếm tiền bất chính, biết giúp đỡ người khác, không làm việc có hại cho người khác, vậy là đủ rồi. Trong đối nhân xử thế, chúng ta cần thực hiện được hành vi của người đoan chính, thận trọng làm việc, giữ khuôn phép, trên không hổ với trời, dưới không thẹn với đất. Thái độ làm người không trái lương tâm thì không sợ ai chửi mắng lúc nửa đêm. Nếu đã làm việc theo đúng lương tâm thì sao phải cảm thấy xấu hổ bất an. Sống ở đời, làm việc gì cũng cần có chừng mực, chính là làm sao để nắm chắc thái độ làm người. Đối đãi chân thành là điều vô cùng đáng quý. Bình thản làm việc mà không cảm thấy hối hận, thực hiện mọi thứ bằng cả trái tim thiện lương, thì đây mới chân thật là vàng. Dù thế sự có phức tạp đến đâu, với tâm thái thản đãng đối đãi thì sẽ không sợ hãi, không sợ thế gian nhiều thị phi, bình tĩnh đạm bạc tìm niềm vui từ trong tâm mình. Trong túi có tiền thì không khinh người nghèo, trong túi không có tiền cũng không đi nịnh bợ người giàu có. Shakespeare đã nói, vinh quang lẫy lừng trong cuộc sống thường sản sinh trong tội lỗi, để đạt được hư danh bên ngoài mà hy sinh lương tâm. Người không có thiện niệm và hành động ác độc sẽ cảm thấy lo lắng bất an cả ngày. Có người vì lợi ích của mình mà làm trái đạo đức lương tri, nhẹ thì bị dư luận khiển trách, nặng thì bị trời cao báo ứng. Là con người, phải luôn nhớ rằng, chỉ cần có tấm lòng nhân hậu, tích nhiều thiện đức, làm nhiều việc tốt, giúp người không cần người khác biết, tự mình làm việc thiện, không hối không oán, chân thành thuận theo đạo đức của trời cao. Cảnh giới cao nhất của trí huệ là thuận theo tự nhiên. Mọi việc thuận theo tự nhiên, chẳng cưỡng cầu, ngược lại sẽ có thể gặt hái những thành quả bất ngờ. Thuận theo tự nhiên, trời nắng đi cày, trời mưa đọc sách. Một lời trong cuốn Tình Canh Vũ Độc, trời nắng đi cày, trời mưa đọc sách, đã dung chứa tâm huyết và trí huệ của Gia Cát Lượng, bậc cao nhân nổi tiếng thời Tam Quốc. Thời cổ đại, nông dân đều sống những chuỗi ngày mặt trời mọc thì đi cấy cày, mặt trời lặn thì về nhà nghỉ ngơi. Trời mưa mọi người thường dành cả ngày nghỉ ngơi dưỡng sức. Những người có chí hướng lại say mê với những trang sách. Khi còn nhỏ, thi thoảng tôi tình cờ bắt gặp một vài người đội cả trời mưa để cày ruộng hay bón phân nhặt cỏ giữa trời mưa xối xả ở nông thôn. Tôi thường cảm thấy cách làm này là trái với ý trời, cái được chẳng bù cho cái mất. Người hiện đại bận rộn với mưu sinh nên tâm chẳng được bình yên, bộn bề bao mối lo âu khiến lịch sinh hoạt bị đảo lộn đêm ngày. Việc tăng ca cuối tuần không còn là điều lạ lẫm. Nhưng con người làm việc triền miên suốt thời gian dài là điều không phù hợp với quy luật tự nhiên. Hiện tượng lao tâm khổ tứ, mệt nhọc tích tụ thành bệnh cũng trở nên quá đỗi quen thuộc. Có một vài người chăm chỉ thậm chí còn ghét trời mưa. Họ cho rằng trời mưa khiến họ không thể ra ngoài, không thể đi xa, không thể làm những việc họ mong muốn. Nhưng ruộng lúa, hoa màu cần được nước mưa tưới tắm. Tự nhiên sẽ chẳng bao giờ thay đổi quy luật của mình theo ý nguyện của con người. Trời muốn đổ mưa là điều mà con người chẳng thể ngăn trở. Do đó, dẫu rằng trời mưa sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch làm việc của tôi, nhưng tôi lại thích hưởng thụ thú vui đặc biệt dưới cơn mưa dằng dằng theo một cách khác. Tôi thích một mình dạo bước và suy ngẫm miên man dưới trời mưa lất phất. Khi trời mưa ào ào như thác đổ, tôi lại muốn ngưng lại tất cả công việc trước mắt, pha một ấm trà nóng, lần từng trang sách mình yêu thích vừa đọc vừa suy nghĩ và chiêm nghiệm.
Đôi khi tôi lại thích lắng lại lòng mình lắng nghe một khúc nhạc cổ điển của thuở xưa. Kỳ thực, cội nguồn của những phiền não trong tâm đều giống nhau. Trong cõi hồng trần, những việc không thuận theo lòng người có quá nhiều. Chuyện kinh doanh không đạt được mục tiêu ban đầu, thi không qua hay người bạn thân đột nhiên tạ thế. Có người sau khi tốt nghiệp dẫu mòn mỏi cũng không tìm được công việc, còn người may mắn tìm được việc thì thu nhập lại quá thấp. Tôi thường nghĩ, nếu muốn sống tiêu diêu tự tại thì khi trong tâm phiền muộn cứ thuận theo tự nhiên mà lựa chọn những điều tốt nhất. Khi cuộc sống có những chuyện chẳng chiều lòng người thì hãy lựa chọn thuận theo bản tính của mình. Mọi việc thuận theo tự nhiên, chẳng cưỡng cầu, ngược lại sẽ có thể gặt hái những thành quả bất ngờ. Tục ngữ có câu, cố ý trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu xanh Rất nhiều thứ quá cưỡng cầu ngược lại sẽ mất đi, giống như cát trong lòng bàn tay, nắm càng chặt cát chảy càng nhanh. Kỳ thực cội nguồn của những phiền não trong tâm đều giống nhau, không muốn thuận theo tự nhiên, không muốn chấp nhận sự an bài của thiên ý trong cõi u minh. Tiểu hòa thượng và giường cỏ nơi thiền viện. Một câu chuyện Phật giáo kể rằng, cỏ trong thiền viện héo úa cả một vùng. Tiểu hòa thượng sốt sắng, nói với sư phụ của mình rằng, sư phụ, chúng ta mau rắc thêm hạt giống đi thôi. Sư phụ nói với cậu rằng, con đừng vội, lúc nào gieo cũng được, cứ để tự nhiên. Mùa thu đến, sư phụ mua hạt giống cỏ về đưa cho tiểu hòa thượng đi rắc. Gió thu nổi lên, hạt giống rắc tới đâu gió thổi bay tới đó. Tiểu hòa thượng vô cùng sốt sắng hét lên, sư phụ, không hay rồi, rất nhiều hạt giống đã bị gió thổi bay đi mất. Sư phụ rất điềm tĩnh nói, không sao, những hạt bị thổi bay đa phần đều là hạt lép, dẫu có rắc xuống chúng cũng không thể nảy mầm được. Lo gì chứ, cứ để tự nhiên đi. Gieo xong, tiểu hòa thượng phát hiện có rất nhiều chú chim nhỏ bay đến ăn mất hạt giống. Cậu vô cùng hoảng hốt nói với sư phụ, hạt cỏ đều bị lũ chim ăn hết rồi, lần này hết thật rồi. Sư phụ vẫn rất bình thản, không sao, hạt giống nhiều thế, làm sao ăn hết được, cứ để tự nhiên. Đến nửa đêm trời lại đổ một trận mưa rào xối xả. Mới sáng tinh mơ tiểu hòa thượng đã xông vào thiền phòng. Sư phụ, lần này hỏng thật rồi, rất nhiều hạt giống đều bị nước mưa cuốn đi. Sư phụ nói, nước cuốn đến đâu cỏ sẽ nảy mầm đến đó, cứ để tùy duyên. Một tuần lại qua đi, mảnh đất vốn nhẵn thính đã được bao phủ bởi rất nhiều chồi non xanh biếc. Những góc vốn không gieo hạt cũng trải rộng mướt mát một màu xanh. Tiểu hòa thượng vui mừng vỗ tay hoan hô. Sư phụ vui vẻ gõ đầu cậu nhóc, tùy hứng. Vậy nên khi gặp khó khăn mà chúng ta không tìm được cách giải quyết, thì hãy cứ thuận theo tự nhiên. Rốt cuộc thì vẫn là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử giảng, người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên. Tự nhiên chính là thế giới tồn tại khách quan và những quy luật bất biến sinh ra từ đó. Đạo thuận theo tự nhiên chính là khi hành sự cần thuận theo quy luật tự nhiên. Cổ thi có thơ rằng, xuân có trăm hoa thu có trăng, hạ có gió mát đông có tuyết. Trong tâm rỗi sự chẳng lo sầu, ắt là trời đẹp cõi nhân gian. Một năm bốn mùa xoay dần có biết bao cảnh sắc khiến lòng người phơi phới, mừng vui. Đôi khi chỉ vì mong cầu sự hoàn thiện hoàn mỹ mà rất nhiều người phải vắt óc suy nghĩ, lao tâm khổ tứ. Khi gặp phải tình huống trọng đại, phức tạp, họ lo đến mức ăn không ngon ngủ không yên,
thậm chí trằn trọc suốt năm canh. Kỳ thực lúc này suy nghĩ miên man trăm mối lo sầu chẳng bằng thuận theo tự nhiên, khi ấy lại có thể thấy được đóa hoa xinh đẹp bừng sáng sau rặng liễu điều hiu nơi xóm vắng cô liêu. Dẫu con người chấp trước vào dục vọng của mình thế nào thì kết quả cuối cùng chắc chắn là người tính chẳng bằng trời tính. Mọi chuyện xảy ra đều là những chuyện cần xảy ra, những người đã đến đều là những người nên xuất hiện. Đó đều là những an bài tốt nhất. Điều duy nhất mà con người có thể nắm giữ là tâm tồn thiện niệm. Bởi lẽ, người lành trời dành phúc cho. Cổ nhân đã tích lũy kinh nghiệm sống bao đời, để lại những lời khuyên dạy cho hậu nhân. Mỗi lời dạy đều quý hơn vàng, là những chân lý cho muôn đời. Hạnh phúc lớn nhất của mỗi người chính là trong tâm không có chuyện phiền muộn. Tai họa của một người có đáng sợ tới đâu cũng không bằng lòng dạ đa nghi. Người ta thường nói, nếu vì đa nghi mà sinh hiểu lầm, thà coi như không biết việc gì sẽ tốt hơn. Nguồn gốc của thị phi thường ở sự đa nghi của con người. Đa nghi sinh bất lợi cho việc qua lại và chung sống giữa người với người. Chỉ có những người cả ngày phải bôn ba vất vả cực nhọc kiếm sống, bị những chuyện vụn vặt vướng víu quanh thân mới hiểu được rằng bình an, vô sự, nhẹ nhàng chính là hạnh phúc lớn nhất. Chỉ có những người tâm như chỉ thủy, yên tĩnh ổn định mới hiểu được hiểu lầm chính là tai dạ lớn nhất. 1. Lưu thủy bất tranh tiên, nghĩa là những dòng suối không tranh nhau chảy. Lão Tử nói, thường thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật, phù duy bất tranh, cố vô dư. Ý nói nước là thiện nhất, là tốt nhất. Nước đem lại lợi ích cho muôn vật mà lại không tranh không giành lợi ích, có thể làm mòn đá núi và không gì có thể ngăn được nước chảy. Đặc tính của nước là chân thành giúp đỡ vạn vật mà không tranh giành danh lợi, không tranh giành cao thấp, cũng không tự cho mình là hiểu biết, lại không khoe khoang bản thân. Chính là bởi vì không tranh giành với vạn vật, cho nên không có oán hận lo âu. Bất tranh tiên không phải là không mong cầu vươn lên, mà là tôn trọng quy luật của tự nhiên, không phá hoại cân bằng, không vì nhỏ mà mất đi việc lớn để tự mất phương hướng của bản thân. Hành sự không nên dựa vào sự gấp gáp nhất thời mà cần làm đến nơi đến chốn. Cũng giống như nước chảy chậm chạp từ từ, không đi tranh giành trước sau, chỉ từng chút tích góp sức mạnh của bản thân. Nước cứ tiếp tục lâu dài như vậy mà đợi thời cơ để bung ra. Kinh nghiệm phải dựa vào sự từng trải mới có thể đạt được những tích lũy phong phú. Trí huệ không phải chạm một cái mà thành, mà phải sau khi thông qua việc suy xét cảm nhận, dùng con mắt tinh tường để quan sát, đợi khi năng lực đầy đủ dạng tròn. 2. Kỳ thị dục thâm giả, kỳ thiên kỳ thiển. Nghĩa là, nếu một người có quá nhiều dục vọng ham muốn, thì trí tuệ của bản thân người này sẽ bị phong bế. Mê muội mất ý chí thì sẽ mất hết, tham lam ham muốn quá nhiều thì hại thân. Khi một người đắm đuối hưởng thụ tài sắc danh vọng, thì khả năng phán đoán của họ sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí đánh mất luôn trí tuệ của mình, từ họ cũng bắt đầu gieo mầm tai họa cho chính cuộc sống của bản thân. Nếu một người không lấy sự nghiệp và tu dưỡng làm trọng, không hiểu cách kiềm chế dục vọng, thì có thể dễ dàng rơi vào sự nguy hiểm bất cứ lúc nào. 3. Quân tử tri mệnh bất toán mệnh, nghĩa là người quân tử hiểu vận mệnh không đi đoán mệnh. Vạn sự vạn vật đều có thời, có vận, có thế. Thời chính là thời cơ. Có thiên thời mà vận khí chưa đến cũng khó tránh khỏi rơi vào tan dở. Vận chính là sự hòa hợp của thiên thời. Địa lợi, nhân hòa, thế chính là sự sai lệch về tình thế. Sự sai lệch càng lớn,
năng lượng càng lớn sẽ ào ào như thác nước. Ba điều này hợp lại với nhau gọi chung là mệnh. Khổng Tử nói: bất tri mệnh, vô dĩ di quân tử giả, bất tri lễ, vô dĩ lập giả, bất tri tính, vô dĩ tri nhân giả. Nghĩa là không biết mệnh trời thì không thể làm người quân tử, không biết lễ thì không thể tự lập thân, không biết chữ tính thì không hiểu được người. Tri mệnh trước tiên là biết được mệnh của tự thân, chính là nên hiểu được rằng là một con người khi được sinh ra trong thế giới này nên làm sao để lập thân xử thế. Tiếp nữa là biết tới thiên mệnh, chính là sau khi đã trải qua những thăng trầm trong cõi nhân sinh thì hiểu được quy luật tự nhiên của trời đất, từ đó có thể tuân theo mệnh trời. Một người sau khi hiểu số mệnh con người và trong lòng không có hoài nghi, họ có thể thản nhiên đón nhận mọi thứ tự nhiên, cũng sẽ không cần đi toán mệnh nữa. 4. Nhân hữu thiên toán, thiên tắc nhất toán, nghĩa là con người có tính toán vạn lần cũng không bằng trời tính một lần. Có lẽ trong lòng mỗi người, ai cũng đều có những tính toán nhỏ nhặt để bản thân thu được lợi ích. Tuy nhiên con người có tính toán nghìn vạn lần, tính tới tính lui cho bản thân cũng là người tính không bằng trời tính. Thiên tắc nhất toán, trời tính là tính như thế nào? Chính là căn cứ theo lượng đức nhiều ít của mỗi người. Đức mà nhiều thì sẽ được hưởng nhiều phúc lộc, còn đức ít, nghiệp nhiều thì có tính toán nhiều đến đâu cũng không thành, có khi còn mang họa đến thân. Nhân thiện, nhân khi, thiên bất khi, nhân ác, nhân phạ, thiên bất phạ. Nhân hữu thiện niệm, thiên tất hữu chi, nhân nhược trung hậu, phúc tất tùy chi. Ý rằng, người thiện, người ác, trời không ác, kẻ ác, người sợ, trời không sợ, người hiền, người khinh, trời chẳng khinh. Người có thiện niệm, trời tất có bảo hộ, người có trung hậu, phúc tất tới phía sau. 5. Nhân tình thế thái, bất nghi thái chân, thế tình kháng lãnh noãn, nhân diện trục cao đê. Nghĩa là nhân tình thế thái của con người trong thế gian, thông qua con người khi ở vào tình cảnh khó khăn mà trở nên lúc nóng lúc lạnh. Sắc mặt của con người cũng thuận theo địa vị cao thấp của đối phương mà biến đổi nhiệt tình hay lạnh nhạt. Bờ đỡ nịnh nọt là trạng thái bình thường trong cuộc đời. Khi con người nhận ra được điều này sẽ biết cách coi nhẹ sự thay đổi của nhân tình thế thái. Khi không được như ý bị đối xử lạnh nhạt cũng không cần mắng người ta. Khi đắc ý được người ta truy đuổi cũng không cần lung lay mà luôn cần giữ sự minh mẫn bình thản. Thành thật đối đãi với người lấy sự chân thành để gặp người điều này cần nghiêm túc. Còn việc đối phương có chân thành thật hay không cũng không cần quá để tâm. 6. Trực mộc tiên phạt, cam tỉnh tiên kiệt. Nghĩa là cây thẳng bị đốn trước, giếng ngọt bị cạn trước. Cây cao vượt rừng gió sẽ dập, chim bay vượt đàn chịu súng săn. Người luôn nổi trội hơn người khác tất sẽ bị người ghen ghét. Tâm lý không muốn nhìn thấy điểm tốt của người khác chính là một biểu hiện của sự đố kỵ, cũng là một hiện tượng khá phổ biến trong xã hội hiện nay. Bởi vậy một người giỏi giang tài hoa là việc tốt, tuy nhiên không nên đi khắp nơi khoe khoang hiển lộ tài năng của mình. Cậy tài mà khinh người chỉ bộc lộ sự nông cạn và tự chuốc dạ vào bản thân. 7. Trung hòa di phúc, thiên kích di tai. Nghĩa là trung hòa là phúc, cực đoan là tai nạn. Tâm thái bình hòa, làm việc trung dung, người như vậy là người có phúc. Còn những người có tính cách cực đoan cố chấp thì cuộc sống thường không thuận lợi, thậm chí tự rước lấy tai họa. Có câu chuyện kể khi Tăng Quốc Phiên làm quan tổng đốc ở Lưỡng Giang, có người đề cử cho ông mấy nhân tài,
trong đó có một người tên là Lưu Tích Hồng. Lưu Tích Hồng là người văn thơ rất tốt, hạ bút có thể viết ngàn chữ, cũng là người rất nổi tiếng thời bấy giờ. Tuy nhiên sau khi gặp mặt Tăng Quốc Phiên, cho rằng đây là người tràn đầy chí khí bất bình, e rằng không được lâu dài. Không lâu sau, Lưu Tích Hồng làm phó sứ đi theo Quách Tung Đạo, đi sứ tới các nước phương Tây, quả nhiên hai người nảy sinh bất hòa. Lưu Tích Hồng bèn viết thư gửi về triều đình nói rằng Quách Tung Đạo đưa vợ bé xuất ngoại, qua lại thân thiết với người nước ngoài, làm ô nhục hình ảnh quốc gia. Quách Tung Đạo cũng viết thư gửi triều đình tố cáo Lưu Tích Hồng ăn trộm đồng hồ của người nước ngoài. Lý Hồng Chương là người phụ trách giải quyết vụ việc mâu thuẫn giữa hai người, khi đó là người có quan hệ mật thiết Quách Tung Đạo, đã cho triệu tập Lưu Tích Hồng về, không làm phó sứ nữa. Lưu Tích Hồng vô cùng oán giận viết tấu thư, gửi tới hoàng đế liệt kê 10 tội ác đáng bị chém đầu của Lý Hồng Chương. Nhưng thật không may khi đó triều đình đang coi trọng Lý Hồng Chương về vấn đề ngoại giao, nên không thèm để ý tới tấu thư của Lưu Tích Hồng. Ông ta càng căm phẫn uất ức và trở nên cực đoan, thường xuyên nói năng cư xử với người khác không lễ độ, người cùng quê cũng đều không thể gần gũi. Cho tới khi Lưu Tích Hồng mở tiệc mời khách cũng không có ai tới làm ông ta rất buồn rầu, không lâu mà chết. 8. Thiểu sự di phúc, đa tâm chiêu quả, phúc mạc phúc du thiểu sự, quả mạc quả du đa tâm. Nghĩa là, ít chuyện là phúc, đa nghi là chiêu mời tai họa. Có phúc hay không là ở việc có ít chuyện hay nhiều chuyện, có quả hay không là ở việc đa nghi nhiều hay ít. Hạnh phúc lớn nhất của đời người không có gì hơn việc trong tâm không có chuyện phiền muộn. Tai họa lớn nhất của đời người không có gì đáng sợ hơn sự đa nghi. Người ta thường nói, giữ kỳ đa tâm, bất như thiểu căn cân, tạm dịch, nếu vì đa nghi mà sinh hiểu lầm thà coi như không biết việc gì sẽ tốt hơn. Nguồn gốc của thị phi thường ở sự đa nghi của con người, đa nghi sinh bất lợi cho việc qua lại và chung sống giữa người với người. Chỉ có những người cả ngày phải bôn ba vất vả cực nhọc kiếm sống, bị những chuyện vụn vặt vướng víu quanh thân, mới hiểu được bình an vô sự nhẹ nhàng chính là hạnh phúc lớn nhất. Chỉ có những người tâm như chỉ thủy yên tĩnh ổn định mới hiểu được hiểu lầm chính là tai dạ lớn nhất. 9. Chân bất ly quyển, nhã bất ly tục. Nghĩa là thật không thể tách rời với ảo, cao thượng không tách rời với trần tục. Chân thực và ảo tưởng, cao thượng và dung tục là những điều tương khắc đối lập nhau. Nhân sinh như mộng, mộng cũng như nhân sinh, nằm mộng cũng là nhân sinh. Cho dù là giấc mộng vàng đẹp đẽ hay nằm mơ giữa ban ngày thường bị mọi người cười chê, tuy nhiên đó đều không phải ngẫu nhiên. Tại sao trời đất lại phân ra ngày và đêm? Chính là để chúng ta một nửa sống trong hiện thực, một nửa rơi vào cõi mê. Hoa sen sống giữa bùn lầy, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, vẫn giữ được sự thanh cao lại vừa trần tục. Đơn giản tới đỉnh điểm, chính là tận cùng của sự tao nhã. 10. Lưỡng niên học thuyết thoại, nhất bối tử học bế chủy. Nghĩa là hai năm học nói cả đời học im lặng. Cổ nhân dạy, nhiều lời là bệnh thứ nhất trong đối nhân xử thế. Động không bằng tĩnh, nói không bằng im lặng. Đa số trong các trường hợp chúng ta nói càng nhiều, khoảng cách giữa hai bên càng trở nên xa cách, mâu thuẫn cùng theo đó càng tăng lên. Trong cuộc sống giao tiếp hằng ngày, đôi khi vì muốn bày tỏ ý kiến bản thân, chúng ta thường hay vội vàng nói mà chưa kịp hiểu ý kiến của đối phương. Bởi vậy, trước khi nói cần suy nghĩ cân nhắc xem lời nói đó có ảnh hưởng gì tới người khác không.
Cổ nhân nói: phong lưu bất tại đàm phong thịnh, tụ thủ vô ngôn dị tối trường. Tạm dịch: người phong lưu kiệt xuất, lời nói thường ẩn chứa hàm ý sâu sắc. Những người ba qua thao thao bất tuyệt đôi khi không phải là người có thể tỏa sáng. Ngược lại, có những người im lặng không nói lại ẩn chứa sâu thẳm trong tâm những suy nghĩ cao thâm khó lường. Ý nghĩa của cuộc sống không phải ở chỗ nhìn thấu mà chính là trải nghiệm. Cuộc sống có ngọt bùi, có đắng cay. Ngọt bùi có cảm giác của ngọt bùi, đắng cay có dư vị của đắng cay. Sẵn sàng cho đi, phúc báo càng nhiều, lòng đầy cảm ơn, đường càng thuận lợi, vui thích giúp đỡ, quý nhân càng gần. Cuộc sống có ngọt bùi, có đắng cay. Ngọt bùi có cảm giác của ngọt bùi, đắng cay có dư vị của đắng cay. Trải nghiệm cuộc sống khiến bạn vừa có thể thản nhiên đối mặt với khổ nạn, vừa có thể bình thản hưởng thụ những niềm vui. Học cách trải nghiệm mới có thể chân thành đối diện với thế giới bằng tâm thái bình hòa. Hãy cứ trải nghiệm sự giàu có và nghèo khó, mỹ lệ và xấu xí, khổ đau và hạnh phúc trong cuộc đời. Khi đối diện với cuộc sống, bạn thích điều gì, không thích điều gì, đặc biệt là bạn có để tâm tới những mối quan hệ nhân quả xuyên suốt bên trong nó hay không sẽ quyết định bạn có hạnh phúc hay không. Sẵn sàng cho đi, phúc báo càng nhiều, lòng đầy cảm ơn, đường càng thuận lợi, vui thích giúp đỡ, quý nhân càng gần. Người thích báo oán, trong tâm phiền não. Người thích biết đủ, hạnh phúc đong đầy. Người thích trốn tránh, thất bại ê chề. Người thích chia sẻ, bạn bè sum họp. Người hay nổi giận, bệnh tật dày dò. Người thích tranh đoạt, càng thêm nghèo túng. Người thích bố thí, phú quý đợi chờ. Người thích hưởng phúc, thống khổ càng nhiều. Người ham học hỏi, trí huệ minh tường. Sự sống và cái chết cách nhau bao xa? Chỉ cách nhau một hơi thở mà thôi. Từ mê đến ngộ là bao xa? Là khoảng cách trong một ý niệm. Từ yêu đến hận là bao xa? Là khoảng cách trong sự vô thường. Từ cổ chí kim là bao xa? Là khoảng cách khi nói cười cười. Từ bạn đến tôi là bao xa? Là khoảng cách của sự thiện giải. Từ tâm đến tâm là bao xa? Là khoảng cách giữa trời và đất. Từ người đến thần là bao xa? Là khoảng cách của sự giác ngộ. Mơ thì đừng mơ sâu quá, mơ quá sâu khó có thể tỉnh giấc. Lời đừng nói hưng phấn quá khó được viên mãn. Giọng đừng nên cất cao quá khó có thể hòa thanh. Việc đừng có tuyệt tình quá khó có đường thoái lui. Tình, đừng có mê đắm quá khó có thể vượt qua. Lợi, đừng nên xem trọng quá khó giữ được sáng suốt. Người, đừng nên giả dối quá khó có thể quay đầu. Hãy luôn nhắc nhở bản thân từng thời từng khắc rằng, nhân duyên là sự tiếp nối. Nhân quả báo ứng là lẽ công bình trong cõi thế gian. Hãy nhắc nhở bản thân từng phút từng giây rằng, đừng làm những chuyện mà cái được chẳng thể bù cho cái mất. Cuộc sống luôn trao lên thân bạn một chiếc cân tiểu ly, trên đó có thể đo lường thiện ác. Cuộc sống chính là để hiểu được giá trị của bản thân, làm những gì mình có thể và những gì mình cần phải làm. Chắc hẳn ai cũng có lúc bất giác so sánh hoàn cảnh của bản thân với người khác mà có chút chạnh lòng, nhưng hóa ra hạnh phúc lại đơn giản và ở ngay trước mắt mà phần lớn chúng ta đều không nhận ra.
chuột nhà sống thoải mái trong căn nhà biệt thự và thường xuyên được thưởng thức những món sơn hào hải vị. Trong khi chuột đồng chỉ ăn rau xanh và thóc ở ngoài đồng, nhưng chuột đồng lại cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng hạnh phúc. Một hôm, chuột nhà sống ở thành phố đến thăm bạn chuột đồng của mình. Vào bữa trưa, chuột đồng phải chật vật xoay sở mới chuẩn bị được một bữa ăn thật thịnh soạn để chiêu đãi bạn. Chuột nhà nhìn vào bàn ăn thấy chỉ có rau, lõi ngô và một cốc nước. Cậu cau mày không nói gì. Hai chú chuột cùng nhau trò chuyện. Chuột nhà luôn nói về cuộc sống thoải mái trong thành phố của mình. Đêm đó, chuột đồng mơ thấy mình được sống sung sướng nơi phồn hoa đô thị, như lời kể của bạn chuột nhà. Sáng hôm sau, theo lời mời của chuột nhà, chuột đồng đã chuẩn bị hành lý và cùng chuột nhà lên thành phố chơi. Sau một quãng đường dài, cuối cùng chuột đồng cũng đã tới được biệt thự nơi chuột nhà đang ở. Trên bàn ăn, ngập tràn những đồ ăn còn lại của một buổi tiệc thịnh soạn gồm bánh ngọt, kẹo, mứt, phô mai. Đây đều là những món ăn mà chuột đồng chưa từng được ăn. Đúng lúc chuột ta đang định lao vào ăn, thì nó bỗng nghe thấy ở đâu đó có tiếng mèo kêu meo meo. Nó giật mình đánh rơi miếng bánh ngọt và vội vàng chạy đi trốn cùng chuột nhà. Đến khi mèo ta rời đi, hai chú chuột nghĩ cuối cùng cũng đến lúc chúng có thể ăn một bữa thật no nê. Nhưng khi vừa cắn một miếng thức ăn, cánh cửa bỗng mở toang, thì ra người hầu bước vào để dọn dẹp bàn ăn. Đi sau là một con chó to đang nhe răng đầy dữ tợn. Hai con chuột lại hồn siêu phách lạc chạy trốn thật nhanh. Chuột đồng và chuột nhà chạy thục mạng. Hai con chuột nhìn nhau, sau đó chuột đồng chào tạm biệt chuột nhà để đi về. Nó nói, anh có thể có những đồ ăn cao lương mỹ vị mà tôi không có, nhưng tôi thì lại thích cuộc sống bình yên nơi đồng quê, dù hàng ngày chỉ ăn rau và cơm. Hãy bảo trọng anh bạn nhé. Khi mới chào đời, chúng ta đều không có gì trong tay, tâm hồn chúng ta đều thanh thản như bầu trời trong xanh vậy. Sau khi trải qua những năm tháng vất vả của cuộc đời, mỗi người trong chúng ta đều tích lũy được cho mình rất nhiều kinh nghiệm và công danh sự nghiệp. Nhưng rất ít người trong chúng ta biết rằng, tâm hồn chúng ta khi đó đã dần dần bị mất đi sự vô tư ngày nào. Chúng ta đã dần trở nên trầm tư hơn, lo nghĩ hơn. Đi qua những năm tháng gian nan vất vả, rất ít người nhận ra rằng mình đã dần cạn kiệt tình cảm. Tâm hồn thuần khiết thời trẻ con giờ đây đã nặng những lo toan, phiền muộn. Chúng ta đã biến thành một người nhiều hoài nghi vì xã hội đầy rẫy những con người nhỏ nhen, lọc lừa. Chúng ta đã biến thành một người dễ cáu giận vì chúng ta không có đủ thời gian để nhẫn nại. Chúng ta đã biến thành một người luôn giả tạo vì chúng ta không muốn người khác thấy điểm xấu của mình. Đột nhiên nhìn lại phát hiện, chúng ta rất giống con chuột nhà kia, mặc dù cuộc sống vật chất đầy đủ, nhưng luôn thấy căng thẳng, mệt mỏi. Tôi hy vọng đến một ngày, chúng ta có thể dang rộng cánh tay nằm trên đồng cỏ xanh, mắt ngắm nhìn trời cao, thưởng thức hương thơm cỏ hoa, để mọi muộn phiền theo gió cuốn đi, như chú chuột đồng mặc dù nghèo nhưng cuộc sống lại hạnh phúc. Tôi hy vọng đến một ngày, trên đoạn đường náo nhiệt, chúng ta có thể bình thản đứng lại ngắm nhìn một chồi non mới nhú, hay hít hà hương thơm của những bông hoa nở về đêm. Chúng ta mong rằng, chúng ta sẽ tự tạo được cho mình không gian yên lặng riêng. Cho dù chúng ta là một người giàu có, hay chỉ là một nông dân nghèo khổ, bầu trời vẫn luôn thuộc về chúng ta. Bản nhạc của biển xanh, những khúc ca của sóng mãi là những thứ thuộc về mỗi chúng ta. Khi tâm hồn ta có trời và biển,
nó luôn xanh thẳm và bình yên, thì lúc đó chúng ta sẽ là người giàu có nhất trên thế gian này. Người sống càng giản đơn thì càng có thể nghe được tiếng lòng trong tâm. Sống cuộc sống càng đơn giản, nội tâm càng phong phú tròn đầy. 2 năm trước, khi sửa sang nhà cửa, bố tôi hỏi, con có muốn sắm thêm thứ gì cho phòng ngủ của mình không? Tôi trả lời, con chỉ cần một chiếc bàn làm việc là đủ rồi à. Bố tôi nói, thế còn các thứ như tivi, tủ lạnh, bàn trà, con đều không cần sao? Tôi nói, không cần đâu bố, phòng ngủ càng đơn giản thì càng tốt, như thế giấc ngủ cũng sẽ thoải mái hơn nhiều. Khi ấy tôi đã hiểu được đạo lý rằng, cách sống của một người càng đơn giản thì càng giá trị. Vì sao tôi lại có suy nghĩ như vậy? Khi còn học đại học, tôi từng đọc cuốn tự truyện của Steve Jobs. Thời trẻ Steve Jobs đến Ấn Độ và tu hành 1 năm. 1 năm ấy đã giúp ông tỉnh giác về sinh mệnh và trân trọng lối sống đơn giản của các bậc tu hành. Từ đó, tôi cũng bắt đầu theo đuổi lối sống cần kiệm như vậy. Tôi cũng mong rằng mọi thứ trong cuộc sống của bản thân đều trở nên đơn giản chứ không cần phức tạp. Tôi hiểu sâu sắc rằng, khi cuộc sống càng khiêm nhường giản dị bao nhiêu, thì sức sống của người ta cũng sẽ càng mạnh mẽ bấy nhiêu, từ đó mà tinh thần và cảnh giới đều sẽ thăng hoa. Người tầng thứ tinh thần càng cao thì càng có khả năng quẳng đi mọi gánh nặng của sinh mệnh, dứt bỏ những thứ chiếm hữu thời gian và không gian của tự mình. Càng đơn giản, cuộc sống mới càng đáng quý. Đơn giản mới là điều chân thật. Một vài tháng trước đây, tôi có đọc cuốn sách của nhà văn Murakami Haruki, tên là Tôi nói gì khi nói về chạy bộ. Khi xem quyển sách này, tôi tự hỏi, lúc Murakami Haruki chạy bộ thì ông ấy nghĩ gì? Những lúc chạy bộ, tôi vẫn thường thả lỏng tâm trí, nghĩ đến đâu thì đến đó, muốn chạy đến đâu thì là đến đó. Có những lúc chạy xa rồi, nhìn xem thời gian liền quay đầu trở về. Đó là khoảng thời gian vô cùng thư giãn, không cần biết trước mặt bao xa, chính là chạy như vậy. Giống như ý tứ thơ của Cố Thành vậy, cây cỏ đang kết hạt, gió lay động chiếc lá, chúng tôi đứng đó, không nói lời nào, cảnh vật thật vô cùng đẹp đẽ. Chạy bộ cũng cho tôi cảm giác như vậy, và một cách tự nhiên, tôi cảm thấy tuyệt vời vô cùng. Mang theo trải nghiệm của mình mà đọc cuốn sách của Murakami Haruki, tôi mới phát hiện rằng, khi Murakami Haruki chạy bộ, ông cũng thả lỏng đầu óc, không nghĩ tưởng gì cả, loại cảm giác đơn thuần mỹ diệu đó cũng mang đến khoảnh khắc tốt đẹp nhất cho người. Có những lúc tôi nghĩ, cuộc sống là như vậy, khi chúng ta theo đuổi của cải vật chất quá mức, nếu không ngại gì thì hãy ngừng lại suy nghĩ thử xem, phải chăng chúng ta đã hao tổn quá nhiều tâm sức mà quên đi cảm nhận mọi điều tốt đẹp xung quanh mình? Phải chăng vì tâm chấp trước quá mạnh mẽ, cái gì cũng mong muốn có được, nhưng lại quên rằng thuần phát đơn sơ của bản thân mới là chân ngã thật sự? Bản thân tôi nhiều lúc cũng như vậy, hễ cái tâm chấp trước nào đó khởi lên là đầu óc bắt đầu hỗn loạn. Sau đó phải ngồi xuống tĩnh tọa mới có thể điều chỉnh lại được. Thân tâm hễ lắng xuống liền cảm thấy vui vẻ, sau đó có thể thả lỏng bản thân. Một người theo đuổi tầng thứ cao thật sự chắc chắn sẽ sống một cuộc sống giản đơn bình dị. Họ có nơi chốn an cư vui vẻ của tự mình, có cõi thiên đường của tự mình. Trí huệ của đạo gia, đại đạo chí giản chí dị. Trước đây tôi từng xem bộ phim nói về Lão Tử. Trong suốt cuộc đời mình, ông từng theo học nhiều vị thầy khác nhau, và vị thầy cuối cùng đã nói với ông rằng, đại đạo chí giản chí dị, đại đạo là đơn giản nhất.
Học thuyết và kiến giải như vậy đã ảnh hưởng sâu sắc tới cuộc đời của Lão Tử, cũng là nhân tố then chốt để ông biên soạn cuốn Đạo Đức Kinh sau này. Tôi cũng từng xem một bộ phim khác kể về Chu Nguyên Chương. Sau khi lên ngôi hoàng đế, mỗi ngày Chu Nguyên Chương đều phải phê duyệt hơn 200 bản tấu, xử lý hơn 400 việc nước. Chúng ta thông thường chỉ nhìn thấy quyền lực chí cao vô thượng của vua chúa, nhưng lại không biết rằng họ đã thành nô dịch của ngai vàng và quyền lực, phận làm quân vương nào có sung sướng gì. Thế giới này mãi mãi là như vậy, chiếm hữu càng nhiều thì càng bị tham vọng trói chặt. Khi chưa kết hôn, vợ tôi luôn thúc giục chuyện mua nhà. Tôi nói nếu mua nhà cửa thì phải trọn gói một lần, nếu như trở thành nô lệ của nhà cửa thì sẽ bị nó trói buộc hơn 20 năm. Thay vì vậy, chi bằng hãy tận hưởng cuộc sống, tập trung vào sự nghiệp, không bị các thứ dục vọng trói buộc. Đây cũng là một loại giác ngộ vậy. Có một cậu bạn thân từng chia sẻ với tôi rằng, nếu chưa từng cầm lên, sao lại nói đến chuyện buông xuống? Bạn buông xuống là bởi muốn cầm lên được nhiều hơn. Từ một góc độ khác mà nói, bạn buông xuống càng nhiều thì chính là càng giàu có, bởi những thứ này bạn đều cầm lên được. Cuộc sống càng bình dị, nội tâm càng tròn đầy. Một người sống đến trình độ cao nhất, đạt đến tinh thần cảnh giới cao, nhất định là bình dị giản đơn. Sống càng giản đơn thì càng có thể nghe thấy được tiếng lòng trong tâm. Sống cuộc sống càng đơn giản, nội tâm càng phong phú tròn đầy. Người tinh thần tầng thứ cao, hãy bắt đầu từ 10 công việc đơn giản này. 1. Xác định những sự việc quan trọng nhất đối với bạn. 2. Đơn giản hóa nhiệm vụ công việc của bạn. 3. Một lần chỉ làm một việc và làm việc đó tốt nhất có thể. 4. Dưỡng thành thói quen học tập và làm việc một cách có quy luật. 5. Kiểm soát tốt dục vọng ham muốn mua sắm, không mua những vật không cần thiết. 6. Nếu đã xác định là vật phẩm cần thiết thì hãy mua cái tốt nhất và sử dụng nó trọn vẹn nhất. 7. Cố gắng không theo dõi các tin tức giải trí, xã hội. 8. Tận hưởng cuộc sống chậm rãi. 9. Tìm ra thời gian ở một mình. 10. Học cách từ chối. Thế giới này vốn rất đơn giản, phức tạp là bản thân chúng ta. Bởi vì phức tạp, chúng ta trở nên quá thận trọng, dè dặt, thậm chí là thương tích đầy mình. Trên hành trình dài của đời người, chúng ta đã từng nỗ lực hết mình, từng lạc lối, từng khóc, từng cười, từng hạnh phúc và cũng từng bị tổn thương. Đó đều là những trải nghiệm cuộc sống nên ghi nhớ để ta hiểu được mình đang sống vì điều gì, đang theo đuổi và tìm kiếm thứ gì. Có lúc chúng ta cảm thấy sống trong thế giới này giống như lạc lối và mất phương hướng trên sa mạc. Nhưng điều quan trọng là bản thân trong dạng lý hồng trần, không ngừng bôn ba, lao lực và mệt mỏi vì một cuộc sống lý tưởng, cũng đừng quên bản thân mình đang chờ đợi điều gì. Cuộc sống của mỗi người là khác nhau, những cảm nhận lại càng khác nhau. Chúng ta không phải triết gia, có thể nhìn thế giới qua giọt nước. Chúng ta càng không phải thánh nhân, có thể cảm nhận cuộc sống từ đóa hoa. Trong cuộc đời ngắn ngủi này, chúng ta đều cần học hỏi từng chút một, từng chút một khám phá tri thức. Trong cuộc sống, có rất nhiều việc chỉ giống như một mảnh giấy trên cửa sổ. Trước khi giấy bị xé rách, mỗi người đều giống như bị bịt cả hai mắt, cảm thấy thế giới thật mơ hồ. Nhưng chỉ cần có người nhẹ nhàng nói cho chúng ta biết phương hướng,
chúng ta sẽ hiểu ra mọi thứ chẳng có gì phức tạp quá và không còn lo lắng nữa. Con người đừng nên sống quá phức tạp. Thế giới của chúng ta vốn rất đơn giản, nhưng những suy nghĩ phức tạp của con người khiến xã hội này trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Đó là bởi vì những suy nghĩ phức tạp luôn biến những thứ đơn giản trở nên phức tạp. Bởi vì phức tạp, chúng ta sợ bị lừa dối và tổn thương, sợ bản thân mất đi quá nhiều thứ. Bởi vì phức tạp, chúng ta tham lam, muốn có tất cả mọi thứ, chúng ta dắt óc suy nghĩ để thực hiện mong muốn của mình. Bởi vì phức tạp, chúng ta chỉ biết phàn nàn, chỉ biết bất lực, ép bản thân mình càng ngày càng mệt mỏi hơn. Bởi vì phức tạp, chúng ta mất đi sự thẳng thắn, chính trực và mà chúng ta từng có và trân trọng. Hầu hết những rắc rối của chúng ta đều là tự mình tìm đến. Vì vậy, để khiến cuộc sống bớt phức tạp, hãy suy nghĩ một cách đơn giản. Miễn là trái tim đơn giản, sẽ không có quá nhiều phiền não, lo lắng và chúng ta cũng không cần phải tranh đấu nữa mà ngược lại luôn cảm thấy nhẹ nhàng. Tất cả tâm hồn đều khao khát được giải thoát khỏi cuộc sống quá phức tạp. Chỉ là chúng ta đang bị những thứ được gọi là hiện đại quá trói buộc. Rời xa trần thế hối hả, sống một cuộc sống đơn giản, có thể hòa cùng ngàn tiếng chim hót, lắng nghe tiếng côn trùng kêu, bạn sẽ có một trái tim thoải mái và tĩnh lặng. Có những thứ dù chúng ta có thích thế nào cũng không thuộc về mình, có những thứ chúng ta có giữ thế nào cũng phải buông tay. Trong đời có rất nhiều thứ tình yêu, có tình yêu đem lại hạnh phúc, nhưng cũng có những tình yêu trở thành tổn thương. Hy vọng bạn có thể luôn bình tâm mỗi khi tình yêu đến rồi đi. Có những khi chúng ta rất muốn nói ra lời thật lòng, rất muốn òa khóc khi đớn đau, nhưng rồi đành gượng ép bản thân mỉm cười trước mọi người, bởi biết rằng không phải ai cũng lắng nghe và thấu hiểu. Hy vọng bạn sẽ không cần đeo mặt nạ mà sống, khi cần khóc hãy khóc, lúc mệt mỏi có thể dừng lại. Có một vài người cả đời cực khổ theo đuổi một vài thứ, đến cuối cùng lại không cảm thấy hạnh phúc. Còn những người không cố tình theo đuổi nhưng hạnh phúc vẫn gõ cửa với họ. Trên thực tế hạnh phúc là một loại cảm xúc, càng đơn giản càng hạnh phúc. Con người sống trong thế giới này, khát vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn, buông bỏ những thứ không thuộc về mình đời người mới có thể đơn giản, trái tim mới có thể bình an. Tâm bạn chứa điều gì, nó sẽ kết duyên gắn bó với điều đó, nói một cách ngắn gọn đó là cảnh tự tâm sinh. Trong lòng gieo trồng hạt giống thù hận, hạt giống này sẽ trong không gian sinh mệnh của bạn mà bén rễ nảy mầm, trưởng thành kết quả, sau đó nó sẽ vô tình nuốt trọn lòng khoan dung. Ngược lại, nếu sự biết ơn luôn tồn tại và tỏa sáng trong lòng bạn, nó sẽ khiến các sinh mệnh không tốt dần bị biến mất đi từ lúc nào. Trong lòng ẩn chứa sự đố kỵ, ẩn chứa sự tính toán, ẩn chứa sự tham lam, bạn sẽ không thể thoát khỏi bóng tối của sự hẹp hòi, bủn xỉn, ích kỷ. Bạn sẽ ở trong cái vòng nhỏ hẹp tự cho là đúng của mình mà oán trời trách đất, mua dây buộc mình. Trong lòng ẩn chứa sự so sánh với người khác, bạn sẽ lấy sự so sánh với người khác mà ngu ngốc tự dày dò bản thân. Trong lòng ẩn chứa địa vị, nhà cửa, tiền bạc, cuộc sống của bạn sẽ bị cuốn theo một cách mệt mỏi vào dòng xoáy đan xen của địa vị, nhà cửa, tiền bạc. Khi bạn dần dần đạt được những thứ này, dục vọng của bạn sẽ thúc đẩy bạn truy cầu nhiều hơn, những thứ tốt hơn, cho tới khi bản thân hoàn toàn mê mờ mất phương hướng. Đợi đến khi đại nạn tới gõ cửa, bạn sẽ nhận ra điều mà sinh mệnh có thể mang đi chỉ là hai bàn tay trắng. Ngược lại,
Nếu trong tâm bạn chứa đầy sự thiện lương, chứa đầy lòng khoan dung, chứa đầy lòng biết ơn, chứa đầy sự chân thành, bạn sẽ phát hiện ra rằng cuộc sống của bạn thực sự tràn ngập ánh mặt trời. Bạn sẽ trải nghiệm được cảnh giới giải thoát thật sự mỹ diệu đẹp đẽ sau khi buông bỏ các tâm truy cầu điều này điều khác. Gặp phải bất kể mâu thuẫn gì, trước tiên bạn cần tìm nguyên nhân từ chính bản thân mình, để rồi thay đổi suy nghĩ và hành động. Tất cả những điều không tốt của người khác đều không đáng để tâm tới, đều sẽ bị lòng bác ái bao la của bạn làm tiêu tan như băng tuyết. Trong tâm có mang cả đất trời, có mang cả vũ trụ to lớn, bạn sẽ hòa tan vào bên trong trời đất và vũ trụ. Những thị phi, tranh đấu, tình cảm nam nữ, công danh lợi lộc, thăng quan tiến chức, tất cả nơi cõi nhân gian này chỉ là một vở kịch lướt qua giây lát trong mắt bạn và sẽ giúp bạn cười một cách thoải mái. Thà rằng giả vờ ngu ngốc, chứ đừng bao giờ tự cho rằng mình thông minh. Nguyên nhân là bởi mọi người thường ghét những người tự cho mình là thông minh. Sự vật khách quan rất phức tạp, hơn nữa cũng thay đổi rất nhanh, cho dù chỉ số thông minh của bạn cao tới đâu. Cho dù bạn có cố gắng thông minh tới đâu, nhận thức bất cứ sự việc gì cũng đều không dễ dàng. Cho dù bạn nắm vững những kiến thức cần có, căn bản không thể hoàn toàn đầy đủ, nhưng chỉ trong chốc lát, nó lại có thể phát sinh thay đổi, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Vì vậy nên mãi mãi duy trì thái độ khiêm tốn thận trọng, dám thừa nhận đứng trước tạo hóa, bản thân vĩnh viễn là một kẻ ngốc. Thà thua một cách quang minh chính đại, chứ đừng chỉ thắng không bại. Đặc biệt, tranh cãi luôn là không cần thiết, bởi đại đa số mọi người đều có tâm lý hiếu thắng, chứ không muốn thua. Tốt nhất là cả hai cùng hòa. Cho dù là đối nội hay đối ngoại, giữa các cá nhân, chủ động chịu thiệt nhiều khi là lựa chọn tốt nhất. Thà rằng chịu thiệt, chứ không nên chiếm giữ những tiện ích nhỏ. Bởi đại đa số mọi người đều thích chiếm tiện ích nhỏ, chứ không muốn chịu thiệt. Bạn cần tin rằng chịu thiệt là phúc, đương nhiên nên ngăn chặn việc bị mắc lừa. Chẳng may có bị mắc mưu dính lừa, cùng đừng nên canh cánh để trong lòng. Tin rằng trời cao đất dày, quy luật tự nhiên và quy luật xã hội nhất định sẽ nghiêm trị bọn họ, không cần tới bạn phải trừng trị họ. Thà có thể cực nhọc, chứ đừng nên ham muốn hưởng lạc. Nguyên nhân là bởi ham muốn hưởng lạc dễ làm hao mòn ý chí, làm tâm hồn dễ sa ngã hư hỏng. Siêng năng vất vả cần cù một cách thích đáng, có thể rèn luyện bản thân, rèn luyện ý chí của mình. Thà là người bình thường, chứ đừng nên mua danh buộc lợi. Bởi bình thường chính là hạnh phúc. Giở trò dối trá, mua danh buộc lợi, làm thể xác và tinh thần mệt mỏi. Nếu gây chuyện thị phi, gieo gió sẽ gặt bão. Thà tự tin vô căn cứ, chứ đừng nên bi quan mù quáng. Bởi vì tự tin là một loại sức mạnh, cho dù sự tự tin của bạn có đôi chút vô căn cứ, bạn có thể điều chỉnh tâm tính của mình trong quá trình thực hiện, tìm thấy vị trí thỏa đáng của mình. Nếu bạn tự ti một cách mù quáng, tự nhiên bạn sẽ mất đi tất cả và không tiến bước được gì. Nên cầu mong khỏe mạnh, chứ đừng mong muốn công danh lợi lộc. Bởi sức khỏe là tài sản quý nhất của sinh mệnh con người. Cho dù nguy hiểm có bất ngờ ập đến, cũng đừng nên từ bỏ hy vọng và tinh thần can đảm. Thà rằng phải cần cù làm việc, cũng đừng nên không làm việc gì. Chăm chỉ cần cù là điều kiện cần thiết của mọi thành công, hơn nữa bản thân nó cũng là suối nguồn của hạnh phúc, nó có thể làm bạn cảm giác được thành công mỗi ngày. Thà rằng kiên trì,
chứ không thể dứt bỏ lý tưởng. Lý tưởng là ngọn hải đăng, là một loại sức mạnh nhân cách. Làm người đừng nên gian trá, không có ai là ngốc cả. Cảnh giới của sinh mệnh, tương lai của sinh mệnh, nói là đang ở trong mê, nhưng kỳ thực cũng giản đơn. Nó chỉ là nằm trong sự chọn lựa của bạn, chỉ để xem bạn chứa thứ gì trong tâm mình. Các hoàng đế phong kiến Trung Hoa và những kẻ độc tài đương thời ở Trung Quốc dù có quyền lực chí cao vô thượng, thường buộc bách tính phải tung hô dạng tuế, nhưng thọ mệnh lại không thể theo ý muốn của con người mà thay đổi. Không ai trong số họ có thể sống quá 100 tuổi, thậm chí nhiều người đoản mệnh. Trái lại, những người trường thọ lại là những thôn phu nơi núi cao hoang dã, họ không có quyền lực hoặc dục vọng mạnh mẽ, và những người sống trên 100 tuổi cũng không phải là hiếm. Người xưa thường nói, người tính không bằng trời tính, quả là rất có đạo lý. Lại có câu, sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên cũng không phải là vô căn cứ. Chị Dương là một người bạn của tôi. Chị từng sống ở Thiên Tân, Trung Quốc và đã ly hôn ở tuổi trung niên. Bước sang tuổi ngũ tuần, chị đến Singapore một mình để khởi nghiệp. Chị có tài nấu ăn gia truyền, những món ăn chị nấu đều có hương vị độc đáo. Chị Dương nhận nuôi một bé trai từ trại trẻ mồ côi và hai mẹ con bắt đầu mở một nhà hàng. Trải qua hơn chục năm khổ tâm làm lụng, việc kinh doanh nhà hàng của chị trở nên rất phát đạt. Dù trạc tuổi bố mẹ tôi, nhưng chị vẫn thích tôi gọi là chị Dương. Một lần, sau khi ăn tối tại nhà hàng của chị, chúng tôi đã ngồi nói chuyện với nhau, thảo luận về việc một người già cần bao nhiêu tiền để có cuộc sống thoải mái sau khi về hưu. Tôi nói, em nghĩ mỗi ngày cơm canh đạm bạc, quần áo đơn giản, nhà cửa nhỏ gọn thì 80.000 đến 100.000 đô la Singapore là đủ dùng. Chị Dương nói, bấy nhiêu đó sao có thể đủ được? Chị đang nợ 800.000 đô la tiền thế chấp cho hai căn hộ mới mua. Ngoài ra, hóa đơn viện phí bây giờ cũng rất đắt đỏ. Chị không chắc 2 triệu đô la có đủ hay không nữa. Giờ chị đã ngoài 60 tuổi và có bệnh tim, nhưng chị muốn làm việc thêm 10 năm nữa rồi mới tính đến chuyện nghỉ hưu. Chỉ 3 ngày sau cuộc trò chuyện ấy, con trai của chị bất ngờ gọi cho tôi, chị Dương đã đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Thật đúng là thiên hữu bất trắc chi phong dân, nhân hữu đáng tịch chi họa phúc, trời có gió mưa khó đoán, người có họa phúc sớm chiều. Họa phúc của con người xảy đến nhanh chóng, bất ngờ khó đoán. Tôi không thể tin vào tai mình, mới vài ngày trước chị ấy còn nói sẽ làm việc thêm 10 năm nữa, sao chị ấy có thể đi nhanh như vậy được? Con trai của chị kể rằng chị Dương vốn có bệnh tim nên thường phải đem theo thuốc cấp cứu bên người. Không may, vào hôm ấy, chị dậy muộn mà thuốc mang theo đã hết. Chị không thở nổi và quá yếu đến mức không thể mở tủ lấy thuốc ra. Chị Dương vội vàng gọi cho con trai, nhưng khi cậu ấy bắt taxi về nhà thì không kịp nữa rồi. Chị Dương vội vàng rời bỏ thế gian, để lại tài sản 1 triệu đô la Singapore mà không có di chúc. Theo luật pháp địa phương, con trai chị sẽ được thừa kế. Nhưng thân nhân ở Trung Quốc lại không chấp nhận điều này và khởi kiện con trai chị để tranh giành chỗ tiền đó. Chị Dương không bao giờ ngờ được rằng, giờ đây con trai và thân quyến của chị lại trở thành kẻ thù của nhau. Trên đời này, chúng ta căn bản không thể đoán trước được vận mệnh của bản thân. Mù quáng theo đuổi tiền tài vật chất chỉ làm tăng thêm gánh nặng tinh thần. Trong cuộc đời ngắn ngủi này, chỉ khi sống một cuộc sống ít ham muốn và một trái tim trong sáng, tích đức hành thiện, lấy khổ làm vui thì chúng ta mới có được sự thanh thản,
khoáng đạt. Chỉ khi bước trên con đường tu luyện phản bổn quy chân, chúng ta mới có thể thoát khỏi dòng luẩn quẩn của sinh lão bệnh tử. Tất cả những gì bạn mất sẽ được đền bù bằng cách khác. Mỗi lần trải qua đau khổ đến tan nát cõi lòng, lúc cuối cùng sẽ có một người tới giúp bạn giá lại từng mảnh vỡ, khiến nó lành lại như lúc ban đầu. Ông Hayao Miyazaki từng nói, không có vết thương nào không thể chữa lành, con người không thể cứ mãi trầm luân trong bể khổ. Phần lớn đau khổ của con người đều đến từ việc không chịu được khi thấy kết quả thay đổi. Bởi vì họ chấp nhất quá mạnh vào điều bản thân mong muốn. May mắn thay, trời cao rất công bằng. Nếu ai đó làm cho bạn khóc thì sẽ có một người khác khiến bạn cười. Tất cả những gì đã mất đều sẽ trở về theo một cách khác. Mọi thống khổ đều sẽ qua đi, những mất mát đều sẽ được đền bù. Có những lúc mọi việc chúng ta làm không thu được kết quả xứng đáng. Tuy nhiên, lỗi không phải do người khác mà là bởi thời gian và vận mệnh chưa đến, cũng có thể liên quan đến những nhân duyên tiền kiếp. Những thứ mà ta đã mất sẽ được trở về theo một cách khác. Ví dụ như, một người bỏ đi lòng kiêu ngạo, nhường nhịn người khác và nghĩ rằng những thứ đó không còn quan trọng nữa, thì sau đó sẽ có người khác tới giúp người đó, giống như luôn có quý nhân phù trợ vậy. Mỗi lần trải qua đau khổ đến tan nát cõi lòng, lúc cuối cùng sẽ có một người tới giúp bạn giá lại từng mảnh vỡ, khiến nó lành lại như lúc ban đầu. Có người nói, một ngày nào đó bạn sẽ mỉm cười với những đau khổ đã trải qua, bạn sẽ cảm ơn người đã bỏ rơi bạn và nghĩ người đó không phải thuộc về định mệnh của bạn. Bạn sẽ thốt lên rằng may mắn thay người này không phải là dành cho mình. Trên thực tế, bản thân sinh mệnh luôn tồn tại quá trình không ngừng mất đi và không ngừng đạt được. Thường thì bạn cho rằng đó là thứ bản thân đã mất. Thế nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại, bạn sẽ lại cảm thán may mắn lúc trước không cố níu giữ. Cũng có lúc, ngay cả khi rơi vào hoàn cảnh bị buộc phải đánh cược trong tuyệt vọng thì tương lai không xa, bạn cũng biết ơn vì lúc đó đã không dễ dàng buông bỏ. Bạn cho rằng bản thân đã bị mất thứ gì đó, nhưng đó lại là quá trình để bạn đạt được điều lớn hơn. Chỉ có điều, đến phút cuối cùng bạn mới nhận ra con đường nhân sinh đều đã được an bài từ trước. Bạn đã từng nghe qua câu chuyện Tái Ông mất ngựa. Khi con ngựa của Tái Ông bị mất, hàng xóm đều đến an ủi ông. Tái Ông cười nói, mất con ngựa không phải là tổn thất lớn, không chừng còn có thể mang về phúc khí. Vài ngày sau, con ngựa bị mất đã trở về. Không chỉ vậy, nó còn dẫn về một con tuấn mã. Hàng xóm thấy vậy liền đến chúc mừng, nhưng Tái Ông lại tỏ ra buồn rầu nói, không có công lao gì mà lại có được con tuấn mã, đây không nhất định là phúc khí, nó có thể đem đến phiền toái. Vài ngày sau, cậu con trai của ông đã ngã gãy chân vì cưỡi con tuấn mã này. Mọi người tỏ lòng đồng cảm với Tái Ông. Ông lại tỏ ra rất lạc quan nói, có lẽ đây là phúc khí. Không lâu sau, tộc Hung Nô khởi binh xâm lấn, thanh niên trong làng đều buộc phải xung quân. Sau đó có rất ít người được toàn mạng trở về, nhưng con trai của Tái Ông vì gãy chân nên được miễn nhập ngũ, nhờ vậy mà đã tránh được đại nạn. Rất nhiều sự việc đều ẩn chứa thiên cơ, chỉ có điều con người không nhìn ra nó mà thôi. Do đó, thay vì ngồi khóc lóc khi gặp hoàn cảnh khốn cùng, bạn nên bình tâm lại và nở một nụ cười đón chào cuộc sống mới. Ôm giữ thái độ sống tích cực, lạc quan, không sợ gian khổ, bạn sẽ nhìn thấy cơ hội ngay khi còn đang trong hoạn nạn. Diễn biến mọi việc trên đời đều rất khó dự đoán, nhưng mất và được là ngang nhau.
Nếu chúng ta nỗ lực hết sức thì kết quả cuối cùng thu hoạch được cũng tương xứng. Do vậy, không có gì là tốt hay xấu hoàn toàn. Hồng trần có hàng nghìn việc quan trọng, chỉ cần đổi cách nhìn thì phong cảnh trước mắt tự nhiên sẽ khác. Đổi góc nhìn vấn đề, cảnh tượng trước mặt sẽ là một thôn làng mới. Mỗi người chúng ta đều ở trong thế giới của riêng mình mà ôm giữ nỗi đau. Nhưng cũng thật may, tại thời khắc quan trọng mỗi người lại có thể đứng lên làm lại từ đầu. Khi cuộc sống sinh hoạt hành hạ chúng ta đến mức không thiết sống, nhưng khi vượt qua ngưỡng bi thảm đó, chúng ta sẽ đột nhiên ý thức được thống khổ đó lại là món quà khác của số phận. Mỗi lần trải qua thống khổ, chúng ta sẽ ngày một trở nên mạnh mẽ hơn. Mỗi sự việc trải qua, mỗi người gặp trên đường đời đều là để giúp chúng ta hoàn thiện chính mình. Bởi vì, mỗi người hay mỗi việc đó đều không xuất hiện một cách ngẫu nhiên, nó đều có ý nghĩa nhất định. Hãy tin rằng, nếu như mọi thứ diễn ra không được như ý, đó nghĩa là trời cao sẽ dùng một phương thức khác để đền bù tổn thất. Thế gian vạn sự là tùy duyên, còn đây là 6 điều bạn luôn nên ghi nhớ. Khoan dung là cái đức của người xử thế độ lượng, không cưỡng cầu, hợp tan tùy duyên, vui buồn tùy duyên, được mất tùy duyên, vạn sự đều tùy duyên. Người tùy duyên là người khoan dung. Tùy duyên là một loại tâm thái lạc quan, cởi mở, mọi sự thuận theo tự nhiên, không đi quá phận, không tranh đấu đấu, tuân theo quy luật khách quan, không cứng nhắc, không cưỡng cầu, mà trong viên dung, hòa hợp chiểu theo sự phát triển tự nhiên. Tùy duyên không đâu không có mặt, hợp tan, vui buồn, được mất đều tùy duyên. Có những lúc rất nhiều sự tình quả thật không thể thuận theo chính mình. Trong sinh mệnh, ngoài nỗ lực, lập trường, nguyên tắc ra thì tùy duyên chính là luôn luôn hiện hữu vậy. Người sống tùy duyên, không chi phải ân hận hổ thẹn. Không suy tính thiệt hơn, cố gắng hết khả năng của mình. Những gì bản thân có thể làm được thì cứ hết lòng hết dạ mà làm, còn không làm được thì hãy để thời gian xử lý. Tâm thái như vậy sẽ không khiến bản thân quá mệt mỏi, cũng sẽ không khiến tâm trí của mình uể oải, phiền muộn. Khi hiểu ra thế giới này có quá nhiều phương diện không hoàn mỹ, thì người tùy duyên sẽ biết cho đi mà xem nhẹ những gì bản thân nhận lại được. Khi chính tay ta gieo xuống một hạt giống giản đơn, trong tâm sẽ chỉ có hy vọng mà không còn mong cầu quá nhiều. Như thế không phải hao tâm tận lực, trái lại sẽ có nhiều thu hoạch hơn, giảm bớt gánh nặng mà có thêm được niềm vui. Tùy duyên không phải tùy tiện và trốn tránh. Tùy duyên không phải không hành động, không cầu tiến, không gánh trách nhiệm, mà là với người, với sự việc ta so sánh ít mà lý giải nhiều. Không phải trốn tránh mà là bình tĩnh lựa chọn, là có thể đối đãi lấy bỏ được mất, có được và từ bỏ một cách độ lượng. Tùy duyên không phải tùy tiện, mà là phán đoán một cách lý tính, biết được điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Giữ vững kiên định trong tâm, mà hành sự không chủ quan, không trái đạo lý, không trái với lương tâm. Thư thái cũng là một loại tùy duyên. Thế giới chúng ta sinh sống biến đổi từng giây từng phút, chỉ trong nháy mắt sẽ diễn ra rất nhiều điều không xác định. Những lúc chúng ta không đủ khả năng gánh vác, chi bằng hãy thoải mái. Mà kết quả của sự thoải mái chính là giảm thiểu phiền não và lo âu. Thực ra, thoải mái cũng là một loại tùy duyên, là một loại tự do của tâm linh sau khi đã trút bỏ gánh nặng và ràng buộc. Trong cuộc sống của chúng ta, việc đời phức tạp, thế sự xoay dần, cảnh còn người mất, đây là điều mà ai cũng không kiểm soát được.
Khi chúng ta cảm khái những điều vô tình, chi bằng hãy giữ lấy một loại tâm trạng điềm tĩnh, bình thản tiếp nhận, bình thản từ bỏ. Đây cũng là biểu hiện tùy duyên. Như vậy, cũng có thể bồi dưỡng ra một loại thái độ nhân sinh lạc quan của mình. Thế sự vô thường, đời người sẽ có lúc lên lúc xuống, chạy theo danh lợi giàu sang, khiến tim ta nhiều lần khắc khoải. Những lúc bất đắc dĩ, chỉ cần có thể giữ vững nguyên tắc đối nhân xử thế của mình, những cái khác đều có thể xem nhẹ. Bảo trì một loại thư thái ngồi nhìn mây cuộn mây tan cũng là tùy duyên, và cũng có thể mở ra gông xiềng của tâm hồn, dùng một thân tâm nhẹ nhàng thư thái đối mặt với các sự tình rối ren phức tạp. Thuận theo tự nhiên, thản đãng tùy duyên. Trên thế giới này, duyên phận không đâu là không có mặt. Trên đường đời của con người, nếu như có thể hiểu được tùy duyên, thái độ nhân sinh của chúng ta tất nhiên là ung dung và độ lượng. Trên con đường nhân sinh đầy những biến động, nếu như chúng ta hiểu được tùy duyên, tâm tình của chúng ta tất nhiên là thoải mái và tự do. Chúng ta có thể vui vẻ, bình thản và cũng sẽ ít chịu dày vò của đau khổ mà hòa mình cùng tự nhiên. Tùy duyên là hành sự không trái với tự nhiên, phàm là việc gì cũng đều là thái độ nhân sinh có quy củ. Mọi nhân duyên đều có sinh có diệt, nếu có thể thuận theo tự nhiên, sẽ có niềm vui bất ngờ trong sinh mệnh chúng ta. Vậy nên, đừng nói đời người quá vô thường, đừng nói cuộc sống quá vô tình, chỉ là bởi chúng ta đã thiếu một phần tùy duyên trong sáng vô tư. Tấm lòng bao dung rộng lớn. Khoan dung là tu dưỡng tốt nhất của đời người. Trong một đời của con người ta, nhẫn một lúc sóng yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời trong. Trong một đời của con người, khoan dung là chỉ con người ta sống có độ lượng, không quá khắt khe, có tấm lòng thông cảm, khắc chế, bao dung. Tục ngữ giảng, nhớ lấy cái tốt của người, quên đi cái dở của người. Điều được nói đến chính là khoan dung. Nhưng khoan dung vốn không phải đến từ bẩm sinh, mà nó là thuận theo tri thức của con người ta không ngừng phong phú, trí tuệ và năng lực không ngừng tăng thêm, tu dưỡng không ngừng để cao, mới có thể cảm ngộ ra được đạo lý của nhân sinh. Cũng chính là nói, nó là có liên quan chặt chẽ với phẩm chất tư tưởng, cuộc đời từng trải, nguyện vọng nhân sinh và tu dưỡng văn hóa của con người. Người có tấm lòng khoan dung có thể lý giải được khó nạn của con người, tu bổ khuyết điểm của người, nâng cao sở trường của người, thông cảm sai lầm của người, từ đó sinh ra lực ngưng tụ và lực tương tác mạnh mẽ. Trái lại, những người mà chỉ biết đố kỵ, xem thường tài cán năng lực của người, chê bai khuyết điểm của người, chỉ trích sai lầm của người, thì chỉ khiến người ta cảm thấy chán ghét, sợ hãi và tránh xa. Trong một đời của con người, khoan dung là một loại tu dưỡng nhân sinh. Với tư cách là tu dưỡng, khoan dung chính là khẳng định bản thân, cũng là thừa nhận người khác, chính là khiêm tốn chân thành với người. Cư xử khiêm nhường độ lượng chính là có thể bỏ qua tha thứ cho những tổn thương mà người khác vô tình gây ra cho mình. Nói cách khác, khoan dung là một loại cảnh giới thiện đãi cuộc sống, thiện đãi người khác. Đằng sau sự khoan dung ẩn chứa tình thương và sự kiên cường là tấm lòng rộng mở. Lạp Tư Kim từng nói, không có dung mạo cao quý nào khác ngoài một tâm hồn chân thành. Hoa dù đẹp nhưng không có gốc sẽ khô héo, nước dù trong nhưng không có nguồn sẽ khô cạn. Mỗi cá nhân đều giống như một cánh diều, dây đủ chắc đủ dài mới có thể bay xa. Nếu không như thế thì con diều dẫu đẹp đến đâu cũng chỉ đáng nằm trong rương mà thôi. Con người nên dưỡng thân nghèo và dưỡng tâm giàu, sinh hoạt nên đạm bạc, nội tâm nên phong phú.
dưỡng thân nghèo. Có câu rằng, con trai dưỡng nghèo, con gái dưỡng giàu. Thực ra dù là trai hay gái thì đều nên dưỡng thân nghèo. Dưỡng thân nghèo là một quá trình tỉa cành cắt gai, rèn luyện bản thân, không ngừng tu dưỡng trong gian khó. Dưỡng thân nghèo nghĩa là đừng quá xem trọng những truy cầu vật chất hay những mong muốn tiền tài. Mong muốn vừa đủ có thể thúc giục con người tiến bộ, nhưng hễ mong muốn bành trướng thì sẽ mê hoặc nhân tâm, khiến con người nhìn không ra phương hướng, đi sang phía lầm lạc. Dục vọng là vô cùng, người ta nên học cách kiềm chế bản thân. Dục vọng thái quá sẽ khiến ta không bao giờ thỏa mãn, không bao giờ biết đủ, khiến ta cảm thấy thân tâm mệt mỏi. Biết đủ mới có thể đạt được niềm vui lâu dài. Bạn có thể nỗ lực vươn lên hàng đầu, nhưng không phải lúc nào cũng yêu cầu bản thân vươn lên hạng nhất. Bạn có thể xem trọng tiền bạc, nhưng không nên chỉ biết đến tiền. Bạn có thể vì nhà cao cửa rộng mà nỗ lực, nhưng không nhất thiết lấy nhà ấy làm mục tiêu duy nhất. Hãy để cho bản thân thả lỏng, sống nghèo một chút cũng không có gì là xấu. Trong tâm lúc nào cũng nghĩ đến tiền bạc danh vọng thì làm sao có thể gia tăng khí chất cho mình. Nhà to xe đẹp cũng không thể khiến bạn được tôn trọng. Cháo rau là một bữa ăn, hải sâm tổ yến cũng là một bữa ăn. Nhà cao cửa rộng khắp nơi nhưng rốt cuộc cũng chỉ cần một không gian nho nhỏ. Đừng xem vật chất quan trọng quá, con người mà, sống vui vẻ mới là ý nghĩa nhất. Dưỡng thân nghèo cũng có nghĩa là đừng xem thể diện quan trọng quá. Người phương Đông rất coi trọng thể diện, thậm chí có người vì thể diện mà bị đấm sưng mặt lại nói là béo tốt, bị đánh ngã lại nói là gan dạ kiên cường. Thực ra thể diện không phải là thứ quyết định hạnh phúc của bạn. Thể diện thật sự không phải là dùng tiền mà thể hiện ra được, giống như khi đối diện với nhà giàu mới nổi bạn sẽ không quá tôn trọng họ. Thể diện thật sự là từ nội tâm mà thể hiện ra, là khí chất tự nhiên toát lên qua phong thái, xưa nay không có quan hệ gì với tiền bạc. Không nên phụ thuộc vào thể diện, cũng đừng vì thể diện mà làm những việc bản thân không thể làm. Làm tốt những việc trong phạm vi năng lực của mình mới là có thể diện thực sự. Hoàng đế Nội Kinh nhấn mạnh đạo lý âm dương cân bằng, gió mạnh ắt động, nóng quá ắt sưng, hành quá ắt khô. Dưỡng thân nghèo ở mức độ vừa phải không chỉ thích hợp với đông y, mà còn thích hợp với cuộc sống, là trí tuệ của tổ tiên chúng ta dạy. Dưỡng tâm giàu. Tâm tốt mệnh không tốt, phú quý mãi đến già. Mệnh tốt tâm không tốt, phúc chuyển thành họa. Tâm tốt mệnh không tốt, họa chuyển thành phúc báo. Cho nên, tâm là cội rễ của con người, là nguồn của sinh mệnh, là gốc của cuộc sống. Dưỡng tâm giàu là nên khoan hậu, thiện lương. Thiện lương là bùa hộ mệnh tốt nhất của con người. Nếu tâm bất thiện, dưới một kích động nào đó thì có thể sẽ đi sang đường tà. Nếu trong tâm khoan hậu và thiện lương thì sẽ sống một cuộc đời tích cực an vui. William Shakespeare từng nói, tâm thiện là vàng kim. Victor Hugo cũng cho rằng, thiện lương là viên ngọc quý trong lịch sử. Người thiện lương hầu như vượt trội hơn cả người vĩ đại. Thiện lương và rộng lượng là thẻ tín dụng của con người. Người ta rất sẵn lòng hợp tác và cộng sự với những người thiện lương. Điều đó không chỉ âm thầm mở rộng mối nhân duyên mà đồng thời còn gia tăng cơ hội cho chúng ta. Làm người thiện lương và rộng rãi chính là ôm giữ thiện niệm từ đầu đến cuối. Nội tâm mỗi người đều tồn tại một tên tiểu nhân ám muội. Người thiện lương sẽ khóa chặt tên tiểu nhân đó vào cùng sắt. Vì người thiện lương không tích lũy gian xảo,
không làm việc hư giả và giữ được chân thành thực sự. Dưỡng tâm giàu thì trong người có bảo vật. Nội tâm của một người giàu có hay không, mấu chốt là trong tâm có thứ đó hay không. Hiện tại chúng ta đều truy cầu tâm hồn thú vị, mà tâm hồn thú vị chính là biểu hiện của nội tâm phong phú. Nội tâm mà trống không thì sẽ làm giảm giá trị của bản thân. Dưỡng tâm giàu chính là nuôi dưỡng chân tâm, mà đọc sách lại là nguồn dinh dưỡng cho tâm hồn. Lấy thời gian nói chuyện tầm phào để đọc sách xem báo, dùng nó làm phong phú nội tâm cho bản thân và khối óc. Như thế khi gặp vấn đề mới có thể trầm tĩnh, không hoang mang. Ngoài đọc sách thì việc suy nghĩ và quan sát thực tiễn cũng là một phương pháp tốt để làm phong phú tâm hồn. Kinh nghiệm dày dặn, kiến thức vững vàng và phạm vi suy nghĩ của cá nhân cũng rộng mở. Đọc dạng cuốn sách, đi dạng dặm đường, cả đôi chân và khối óc đều nên vận động, trong tâm sẽ cảm ngộ được nhiều điều hơn. Hoàng đế Nội Kinh viết rằng, trời có bốn mùa, có ngũ hành, còn trong thân thể con người, tâm là căn bản. Trong quá trình của đời người, tâm hồn cũng có đầy đủ những ảnh hưởng mà không thể xóa nhòa. Dưỡng thân nghèo, dưỡng tâm giàu, điều chúng ta cầu không phải là tiền đầy túi mà là một tâm hồn thiện lương và một hiểu biết sâu xa. Người ta nói đời người chỉ như một cái chớp mắt, vừa hư ảo vừa vội vàng. Đã vậy nếu ta không dùng tâm thái tĩnh tại mà sống thì sẽ bị cuốn đi, lại cũng trở thành bị động trong chính cuộc đời của mình. Bình tĩnh để nhìn thấu đúng sai, được mất. Cuộc sống ngày nay là một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Chúng ta bị cuốn theo nhịp sối hối hả và nảy sinh những khao khát mạnh mẽ về vật chất, từ đó tạo nên những áp lực vô hình cho chính bản thân mình. Khi lúc nào cũng cảm thấy cần phải nôn nóng, vội vã thì dẫn đến làm việc gì cũng vội vàng, mất bình tĩnh. Tĩnh tâm mới có thể nhìn xa, nhìn rộng, mới thanh thản. Thanh thản mới có thể làm được việc mới có thể thành công. Giữ gìn sự tĩnh tại trong tâm hồn là một quá trình theo đuổi sự cân bằng, tạo ra sự hài hòa, tích lũy dần dần thành một cảnh giới sâu rộng. Bình tĩnh mới có thể duy trì một tinh thần minh mẫn, tính toán được sâu xa, hội đủ tinh tế để phân biệt được mất, đúng sai, để tuân theo quy luật của vạn vật. Bình tĩnh mới có thể thờ ơ với danh lợi, cân bằng tâm trí, không vì tiến lui mà phiền toái, bị sỉ nhục cũng không thất kinh, uất hận. Bình tĩnh mới có thể đạt được những mục tiêu cao xa, cũng từ đó dũng cảm từ bỏ danh lợi, theo đuổi sự xuất chúng, cao không kiêu ngạo mình là nhất, thấp không tự ti từ bỏ. Bình tĩnh mới có được một tinh thần lành mạnh, mới hiểu được dinh nhục không nên để trong tâm. Tĩnh tại để nuôi dưỡng trí tuệ. Nuôi dưỡng một chút bình tâm trong tâm hồn, khi gặp chuyện, chúng ta không bối rối, giải quyết sự việc một cách nhẹ nhàng. Bản thân không cẩu thả, không kiêu ngạo, không tự ti, không thiên vị, tĩnh tâm để mọi thứ đến một cách tự nhiên. Sống một cuộc sống đầy cảm hứng, thanh bình, khám phá con người thật bên trong chính bản thân mình. Sống những ngày tháng bình thường trong tĩnh lặng lại mang đến cho cuộc sống những màu sắc tuyệt vời. Bình tĩnh là một loại khí chất, một loại tu luyện, cũng là một loại trí tuệ. Gia Cát Lượng viết thư cho con trai ông nói: nết người quân tử, tĩnh để tu thân, kiệm dùng dưỡng đức. Không đạm bạc chí chẳng sáng soi, không tĩnh tâm tiến xa chẳng nổi. Đây là kinh nghiệm của cuộc đời Gia Cát Lượng, thưởng thức sự bình thản. Bình tĩnh nói thì dễ, làm mới khó. Từ xưa đến nay,
những nhà hiền triết cũng là con người, nhưng càng gặp phải những sự việc kinh thiên động địa thì tâm họ vẫn bình lặng như nước, bình tĩnh đối mặt. Bất động tâm để được là chính mình. Có rất nhiều người sống vì sự đánh giá của người khác, chết một cách thụ động và đối mặt với cuộc sống bằng sự e dè ánh nhìn của người khác. Còn một số khác thì lựa chọn con đường của riêng mình và kiên quyết đi theo con đường đó dù người khác có nói gì đi chăng nữa. Họ vẫn quyết tâm đến cùng dựa trên sự phân biệt đúng sai chứ không phải cố chấp vào cách nghĩ của bản thân. Những người đó mới là những người có khả năng thành công cao nhất. Trần Kế Nho, thời nhà Minh, Trung Quốc từng nói, bị sỉ nhục không bàng hoàng, hãy nhìn những bông hoa nở rồi tàn. Đi ở vô hình giống như những đám mây trên trời. Mất đi sự bối rối và lo lắng, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống vui vẻ hơn. Sự bình tĩnh có thể phản ánh thời gian tu dưỡng đạo đức của một con người. Nếu người đó đã tu dưỡng trong một thời gian dài thì đứng trước biến cố lớn cũng không biến động, việc gì cũng cầm lên được buông xuống được. Sự im lặng không có nghĩa là yếu đuối. Có một câu nói rất hay rằng, trong một xã hội bốc đồng, người im lặng là người chiến thắng. Thêm một chút bình tĩnh là cho bản thân mình một bầu trời quang đãng. Dạng vật nhờ tĩnh khí mà tự đắc, nhân sinh nhờ tĩnh tại mà được dài lâu. Trên cõi đời này chẳng có chuyện gì xảy ra một cách vô duyên vô cớ. Có nhân ắt sẽ có quả. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Mối liên hệ giữa vạn vật trong vũ trụ đều tuân theo luật nhân quả. Luật nhân quả không chỉ là đặc quyền của Phật giáo. Trên thực tế, trong rất nhiều tôn giáo khác như Cơ Đốc giáo, Ấn Độ giáo đều nói đến điều này. Socrates, nhà triết học vĩ đại của Hy Lạp cổ cho rằng nhân quả là định luật căn bản của vũ trụ. Socrates còn có một câu nói nổi tiếng là gieo nhân nào ắt gặt quả nấy. Đây là định luật bất diệt từ vạn cổ. Gieo nhân thiện ắt đắc quả thiện, gieo nhân ác ắt gặt quả ác. Vậy nên một người muốn có vận mệnh may mắn thì cần phải gieo nhiều nhân thiện. Hãy nói nhiều lời tốt hơn, làm nhiều việc thiện hơn, nghĩ nhiều điều tốt đẹp hơn.